Tướng quân phất phất tay, hướng còn lại đại đội bay đi, Giang giật đang chuẩn bị để toàn bộ người đi vào hỗn độn thần chu, nơi xa một thân ảnh bắn ra, một giọng già nua vang vọng tại sở hữu nhân tộc quân sĩ trong tai, ai hiểu được thanh lý minh khí, lộng ảnh rất nguy hiểm, ai nếu có thể cứu chữa lộng ảnh, bản tòa tất có trọng thường. Ách, Giang giật biến sắc, liền cái này ngụy đế cấp cũng không có cách nào, xem ra kha lộng ảnh đã vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể bị ma hóa. Nội tâm của hắn âm thầm nhất cả trứng, ngay tại hắn trần chờ không định giờ nơi xa có hai cái thống lĩnh bắn ra chắp tay nói đại nhân chúng ta đi thử xem tốt giang giật gặp có hai người ra mặt hắn cũng không sợ giống như chỉ là hắn một người vậy liền quá chiêu diêu ba người hoàn toàn không có vấn đề hắn đi theo bắn ra nói đại nhân ta cũng có thể thử một chút mau vào ngụy đế cấp lão giả vẫy vẫy tay giang giật cùng kia hai cái thống lĩnh hướng kha lộng ảnh hỗn độn thần chu bay đi lão giả kia mang theo ba người trực tiếp đi trước khoang thuyền vung tay lên nói các ngươi xuất thủ thời điểm nhất định muốn cẩn thận, khác đừng làm bị thương lộng ảnh, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Mặt khác, nếu có dị động, cẩn thận bản vạ xé các ngươi. Hai cái thống lĩnh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nơm nớp lo sợ hướng nằm ở trên giường Kha Lộng Ảnh đi đến, một người một tay lấp lánh ra bạch quang dán tại Kha Lộng Ảnh trên đầu, trên tay của hắn rất tránh mau rượu ra một đạo khí lưu liên tục không ngừng rót vào Kha Lộng Ảnh trong đầu. Đáng tiếc, nửa ngày về sau cái này thống lĩnh lắc đầu nói, thật có lỗi, đại nhân ta bất lực thượng tướng quân linh hồn bị ma hóa quá sâu thuộc hạ sợ đả thương thượng tướng quân linh hồn đi xuống đi ngụy đế cấp lão giả một mực quan sát người này cử động hắn bất đắc dĩ phất phất tay một cái khác thống lĩnh đi lên nhưng dò xét một hồi lắc đầu chắp tay trực tiếp lui ra ngươi nhưng có biện pháp ngụy đế cấp lão giả ánh mắt nhìn về phía gian giật tựa như nhìn xem một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng giang giật trầm mặc một hồi gật đầu nói biện pháp có nhưng ta cần đơn thuần đối đầu tướng quân thi pháp trước khoang thuyền không thể có bất luận kẻ nào. Ừ, ngụy đế cấp lão giả trong mắt hàn quang lấp lánh, trong nháy mắt sát khí nghiêm nghị. chương 1834, không quen ăn bám. Thi pháp tự thi pháp, vì sao không cho phép người bên ngoài quan sát kha lộng ảnh thân phận tôn quý, vạn nhất người này là gian tế thừa cơ đem kha lộng ảnh giết đi, cho bắt đầu. Cái này ngụy đế cấp là kha ra một cái chi thứ tộc trưởng từ nhỏ nhìn xem kha lộng ảnh lớn lên, đối nàng rất là sủng ái, tự nhiên không chịu để cho nàng thoát ly tầm mắt của mình bên ngoài. Hắn lạnh giọng nói ra, để ngươi thi pháp tựu thi pháp, nói nhảm nhiều như vậy tin hay không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi ngươi yên tâm thi pháp, bản tọa tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài thần thông của ngươi bí thuật. Không được, Giang giật cắn răng, ngoan tâm nói ra, đại nhân, cái này thần thông là của ta độc môn tuyệt kỹ, không thể tại ngoại nhân quan sát. Ngươi yên tâm, chúng ta đối đầu tướng quân kính yêu có thừa, như thế nào lại ra hại hắn của ta tộc nhân ngay tại lân vực, giống như tại hạ dám làm loạn, đại nhân có thể giết chết ta nhất tộc. Giang giật chữ tiểu chuyện ký tự quá đặc thù, hắn từng tại địa giới đãng ma quân dùng qua nhiều lần, thanh đế đao ra bên kia tuyệt đối có tình báo này tin tức. Một khi truyền ra ngoài sẽ lập tức bại lộ thân phận, sở dĩ hắn không thể mạo hiểm, liền xem như kha gia trưởng lão cũng không thể để hắn biết rõ. Muốn chết, ngụy đế cấp lão giả giận dữ, trên thân sát khí vô hạn tiêu thăng, đưa tay liền muốn đối giang giật chán vỗ xuống, giang giật cắn răng chắp tay cúi đầu, mặc cho lấy lão giả công kích. Đại thủ cuối cùng tại Giang giật chán trước dừng lại, ngụy đế cấp lão giả ánh mắt liếc nhìn Giang giật mấy lần, lạnh giọng nói ra, người nếu dám làm loạn, bản tọa giết người cả nhà, nhanh cứu chữa lộng ảnh. Lão giả quay người trước khi đi khoang thuyền, Giang giật thở ra một hơi thật dài, mở ra trước khoang thuyền cấm chế. Đồng thời hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng một phen, xác định kia ngụy đế cấp lão giả không có lặng yên dò xét về sau, hắn mi tâm quang mang lóe lên từng cái chữ tiểu triện ký tự xuất hiện, xuất vào kha lộng ảnh trong đầu. Kha lộng ảnh thời khắc này xác thực vô cùng nguy hiểm, linh hồn của nàng đã bị ma hóa hơn phân nửa, đoán chừng chỉ còn lại một tia lý trí đang khổ cực trèo trống, giống như nàng không có ý chí kiên cường sợ là đã sớm triệt để trầm luân. Chữ tiểu triện ký tự là minh khí khắc tinh, từng cái chữ tiểu triện ký tự tiến vào kha lộng ảnh linh hồn bên trong, bên trong minh khí trong nháy mắt bị tịnh hóa kiểu làm sạch rất nhiều. Chuyển vài vòng về sau, Kha lộng ảnh linh hồn bên trong minh khí bị dọn dẹp hơn phân nửa, giang giật đồng thời khống chế chữ tiểu truyện ký tự tại kha lộng ảnh trong thân thể dạo qua một vòng, nàng bên ngoài cơ thể vờn quanh hắc khí rất nhanh biến mất, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hô Hồ hấp trở nên bình thường. Không sai biệt lắm a, à. giang giật không có triệt để tỉnh hóa kiểu làm sạch kha lộng ảnh minh khí, sợ nàng tỉnh táo lại, chỉ là xác định nàng không sau đó, hắn thu hồi chữ tiểu truyện ký tự, mở ra trước khoang thuyền cấm chế. Hưu, ngụy đế cấp lão giả trong nháy mắt vọt vào, Thần thức hướng kha lộng ảnh quét tới, thấy được nàng sắc mặt hồng nhuận lập tức đại hỉ, giang giật điệu thấp chắp tay nói, may mắn không làm nhục mệnh, đại nhân, thuộc hạ cáo lui trước, không quấy giày thượng tướng quân nghỉ ngơi. Dừng lại, ngụy đế cấp lão giả đột nhiên quát khẽ, ánh mắt khóa chặt giang giật nói, người đến cùng là thân phận gì? À, giang giật trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chắp tay nói, đại nhân, ngài nói cái gì? Ha ha! ngụy đế cấp sát khí nghiêm nghị khóa chặt giang giật nói tiểu ảnh trên người minh khí bản tỏa cũng không có cách nào phá giải ngươi lại tại mười mấy hơi thở thời gian giúp nàng tịnh hóa kiểu làm sạch hoàn tất ngươi có được như thế cường đại thần thông đã sớm hẳn là danh dương thiên giới như thế nào lại tại thiên lân quân làm một cái nho nhỏ quân sĩ giang giật nội tâm run lên thầm kêu không ổn hắn có chút hối hận làm sao nhanh như vậy liền mở ra cấm chế sớm biết kéo một ít thời gian nhanh như vậy tự dọn dẹp minh khí hắn cái này thần thông thiên giới tuyệt đối không có nếu như là những người khác khẳng định danh dương vạn giới, đây là một cái lớn vô cùng sơ hở. Giờ phút này hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ đem cái này ngụy đế cấp chém giết hắn chỉ có thể cắn răng nói ra, đại nhân, thuộc hạ cái này thần thông là vừa vặn cảm ngộ không lâu, giống như đại nhân cho là ta cứu thượng tướng quân có vấn đề, liền mời chém giết ta. Ha ha ha, ngụy đế cấp lão giả cười ha hả khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, như thế thời khắc, người thế mà còn dám dùng công cùng nhau mang, ngươi cảm thấy một cái bình thường quân sĩ đối mặt ta dám nói thế với sao dám đứng đấy nói chuyện sao ngươi toàn thân đều là sơ hở. Nói hay không, không nói đừng trách bản tọa vô tình. Ây, Giang giật nhức cả trứng, ngụy đế cấp lão giả nói không sai, giống như là bình thường quân sĩ sợ là đã sớm quỳ xuống, hắn một mực lại trời lại đất lại phụ mẫu, chưa từng quỳ người, không bao giờ phản ứng không kịp. Hắn đôi mắt lấp lóe, triệt để không biết làm sao bây giờ giết cái này ngụy đế cấp hắn đồng dạng không cách nào tiếp tục trong quân đội ngây ngô, cũng sẽ bị người hoài nghi. Không giết đi, giờ phút này không cách nào thoát thân, cái này ngụy đế cấp xem ra tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Đại nhân, Giang giật chỉ có thể cắn răng chắp tay nói, thuộc hạ không thẹn với lương tâm, đại nhân giống như cảm thấy có vấn đề, người muốn giết cứ giết đi. Không nói, ngụy đế cấp lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay đột nhiên đối Giang giật cổ chộp tới, hiển nhiên chuẩn bị bắt lấy hắn giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến cuối cùng cắn răng chuẩn bị kích thương cái này ngụy đế cấp lão giả sau đó chạy khỏi nơi này dừng tay vào thời khắc này một đạo hư nhiều thanh âm đột nhiên vang lên ngụy đế cấp tay của lão giả dừng lại giữa không trung mừng rỡ quay đầu nhìn lại giang giật như chút được gánh nặng ánh mắt theo nhìn lại kha lộng ảnh tỉnh bất quá có chút suy yếu nàng đôi mắt đẹp tại trên thân hai người chuyển qua mở miệng nói tứ ra ra hắn không có vấn đề không phải gian tế cái này ngụy đế cấp lão giả ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc giang giật nội tâm lại bất đắc dĩ thở dài theo kha lộng ảnh trong giọng nói hắn suy đoán ra một loại nào đó có thể kha lộng ảnh lần nữa mở miệng nói tứ ra ra ta không sao người đi trước chủ trì quân vụ đi yên tâm người này tuyệt đối không có vấn đề mặt khác liên quan tới hắn sự tình làm ơn tất giữ bí mật bất kỳ người nào đều không cần truyền ra ngoài nha ngụy đế cấp lão giả cùng kha lộng ảnh liếc nhau một cái thấy được nàng trong mắt vẻ kiên định nhẹ gật đầu lại quay đầu hiếu kỳ nhìn giang giật vài lần đi ra phía ngoài các loại chờ lão giả này rời đi giang giật ánh mắt hướng kha lộng ảnh nhìn lại cùng nàng liếc nhau thấy được nàng trong mắt nụ cười thản nhiên hắn bất đắc dĩ mở ra trước khoang thuyền cấm chế cười khổ một tiếng nói kha tiểu thư chúng ta lại gặp mặt kha lộng ảnh khóe miệng khẽ động lộ ra một tia nụ cười sán lạn hư nhược mở miệng nói giang giật người thật sự là thần thông quảng đại bị thanh đế truy sát không chỉ có không chết ẩn núp lâu như vậy thế mà còn vụng trộm xâm nhập vào quân đội của ta, người tựu không sợ ta bán đi ngươi. Ha ha ha, Giang giật cười to lên, nói ra toàn bộ người của thiên giới đều có thể bán đứng ta, duy chỉ có ngươi Kha Lộng Ảnh không có khả năng. Cảm ơn, Kha Lộng Ảnh hiểu ý cười một tiếng, lập tức chân thành nhìn qua Giang giật nói, Giang giật cảm ơn ngươi chịu lấy bại lộ nguy hiểm giúp ta khu trục minh khí, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Không khách khí, Giang giật nhún vai một cái nói, giống như không phải ngươi, Giang mỗ năm đó tựu chết tại thanh vực, ta thiếu ngươi càng nhiều cả một đời cũng còn không rõ cả một đời kha lộng ảnh trên mặt lộ ra một vòng trào đỏ tươi có chút ngượng ngùng quay đầu ra giang giật cũng phát hiện nói sai có chút lúng túng sờ lên cái mũi giải thích nói kha tiểu thư không nên hiểu lầm ta cũng không có ý tứ gì khác kha lộng ảnh bay giang giật một chút vũ nghị tự nhiên nàng lấy lại bình tĩnh nói giang giật gia nhập chúng ta kha ra đi ta mời lân hậu ra mặt giúp ngươi hóa giải cùng thanh đế ân oán Giang giật trầm ngâm một lát, lắc đầu nói cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá. Ta không quen ăn bám, chương 1835, không cách nào nhận nhau. Ăn bám, Kha lộng ảnh cười một tiếng, nàng chậm một trận cũng không có như vậy suy yếu, giấy rụa bò lên giới chỉ phát sáng lên, lấy ra một viên thuốc chữa thương. Ta giúp ngươi, Giang giật tỉnh ngộ lại, vội vàng lấy ra thần thụ diệp quán chú thiên lực đi vào, sau đó một tay bắt lấy Kha lộng ảnh tay rót vào từng đạo thần kỳ năng lượng. Kha lộng ảnh tay nhỏ bị bắt, thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt lần nữa trở nên đỏ tươi. Bất quá nàng rất nhanh bị thần thụ diệp thần kỳ làm chấn kinh, bởi vì nàng phát hiện thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, linh hồn bên trong cảm giác suy yếu còn giảm bớt hơn phân nửa. Cái này, đây chẳng lẽ là thanh linh đại đế thần diệp? Kha lộng ảnh kịp phản ứng kinh hô một tiếng, Giang giật gật đầu nói, đúng vậy, đây là thanh linh đại nhân ban cho của ta. Đúng rồi, thanh linh đại nhân thế nào ngươi nhưng có tin tức của nàng giang giật ra chuyện thứ nhất liền là nghe ngóng tin tức trước đó không tiện hỏi những quân sĩ kia tin tức giờ phút này kha lộng ảnh là tuyệt đối có thể tín nhiệm hắn tự nhiên trước tiên hỏi thăm có kha lộng ảnh nhẹ gật đầu nói thanh linh đại nhân bị thanh đế cuồng đế cùng viêm đế truy sát lúc ấy lân hậu cũng đi theo dò xét nàng nói thanh linh đại đế cuối cùng binh giải còn như nàng giờ phút này ẩn núp đi nơi nào ai cũng không biết giang giật nhướng mày dò hỏi binh giải cái gì là binh giải kha lộng ảnh trầm mặc thoáng cái Giải thích nói, binh giải là thanh linh đại nhân độc môn tuyệt kỹ, nó bỏ qua toàn bộ tu vi, thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời nhánh cây bay vụt vạn giới. Nàng thần hồn có thể tiềm phục tại bất luận cái gì một đoạn nhánh cây bên trong, dạng này nàng có thể giữ được tính mạng, nhưng tu vi toàn bộ phế, cần lại tu luyện từ đầu. A, à, giang giật sắc mặt đại biến, thanh linh đại đế vì hắn lại tu vi toàn bộ phế đi, còn muốn chịu đựng mấy ngàn năm cô độc mới có thể lại tu luyện từ đầu thành cường giả nàng thọ nguyên đoán chừng cũng không dài đi nói một cách khác nàng đời này, rất có thể rốt cuộc không có có cơ hội khôi phục phong đế cấp thực lực. Thanh linh đại nhân, trong đầu hiển hiện cái kia yêu diếm nữ tử gương mặt, giang giật nội tâm phi thường ấy náy cùng tự trách, không biết là tư vị gì. Hắn âm thầm thể có cơ hội nhất định phải đi tìm tới thanh linh, đi cố gắng trợ giúp nàng khôi phục thực lực, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kha lộng ảnh nói, lộng ảnh tiểu thư, người có thể giúp ta tìm tới thanh linh đại nhân sao? tìm không thấy, Kha Lộng Ảnh phi thường khẳng định nói ra, nàng cảnh giới không đạt tới phong vương cấp trước đó liền là một viên phổ thông cây, đừng nói không biết nàng đi cái gì giới, coi như biết rõ tại cái kia giới, người trừ phi đem bên trong cây toàn bộ chém sạch, nếu không căn bản tìm không thấy nàng. Ai, Giang giật đôi mắt ảm đạm xuống tới, nội tâm càng thêm không biết là tư vị gì, Kha Lộng Ảnh nhìn hắn vài lần nói, Giang giật, không nên nghĩ quá nhiều, người cần liền là cố gắng tu luyện. Chờ ngươi thực lực trở nên đầy đủ cường đại, lực kháng minh tộc, thủ hộ nhân tộc cùng yêu tộc, dạng này mới không phụ nàng trọng ân. Ừm, Giang giật minh bạch đạo lý này, ép buộc chính mình không đi nghĩ thanh linh đại nhân, hắn tỉnh táo chỉ chốc lát, hỏi lần nữa, lộng ảnh tiểu thư, địa giới thế nào thanh đế cùng đao ra có thể từng hãm hại người nhà của ta cùng bằng hiếu. Ha ha, Kha lộng ảnh cười nhạt một cái nói, cái này ngươi muốn cảm tả thoáng cái lân hậu, giống như không phải lân hậu, đoán chừng ngươi. Mấy cái thê tử, cùng những huynh đệ kia các bằng hữu tựu đều muốn ngộ hại. Lân hậu hạ chỉ ra sức bảo vệ bọn hắn 10 năm, địa giới rất bình tĩnh, thân nhân của ngươi bằng hữu bọn hắn đều bình an. A, à, Giang giật đầy mắt mừng rỡ, rất nhanh kịp phản ứng, đối Kha Lộng Ảnh thật sâu thở dài nói, đa tạ Lộng Ảnh tiểu thư đại ân. Kha Lộng Ảnh không nói gì thêm, việc này đích thật là nàng khẩn cầu Lân Hậu hạ chỉ, nếu không dùng Lân Hậu cao cao tại thượng địa vị làm sao lại đi quản Giang giật thân nhân chết sống đây chính là phải đắc tội đao ra cùng thanh đế. Giang giật đứng dậy, suy nghĩ một chút hỏi một cái trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, lộng ảnh tiểu thư, cửu dương quân bên kia xuất hiện một thiên tài, có thể thuần hóa ngàn vạn năm hỗn độn thú, người cũng đã biết thân phận của người kia. Biết rõ, Kha lộng ảnh mỉm cười gật đầu nói, người đoán không lầm, người kia chính là của người mẫu thân. Mẫu thân người thật là một cái thiên tài, không chỉ có cả mộ lão nghị ảnh vương thuần thú thần thông, còn thanh xuất vu lam thắng vu lam. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương phi thường coi trọng nàng, bốn phía mang nàng đi tìm cường hoành hồng mông cấp hỗn độn thú, chuẩn bị tổ kiến một cái hỗn độn thú đại quân. Quả nhiên là mẫu thân, Giang giật thoáng cái kích động lên, hận không thể lập tức bay đi cửu dương quân tìm tới y phiêu phiêu. Chỉ là Kha lộng ảnh câu nói tiếp theo lại như nước đá đổ xuống, để hắn lửa nóng nội tâm lập tức dập tắt xuống dưới, Giang giật, ngươi ngàn vạn không thể đi tìm ngươi mẫu thân, còn có cũng không thể hồi trở lại địa giới đi gặp thân nhân của ngươi bằng hữu các nàng. Đao ra tại tất cả mọi người bên người đều sắp xếp gian tế mật thám, Người vừa ra mẫu thân người bên người, một nhận nhau liền sẽ bại lộ. Thân nhân của người bằng hiếu giờ phút này đều tại mặc vũ bí cảnh, mà bí cảnh bên ngoài toàn bộ đều là trinh sát, người dám vào đi thân phận sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Giang giật đôi mắt trở nên lạnh, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hắn mặc dù đi vào thiên yêu giới có kém không nhiều thời gian một năm, nhưng đau ra chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với hắn truy tung. Đã không cách nào tìm tới hắn, vậy chỉ có thể tại thân nhân bằng hiếu của hắn bên người xếp vào gian tế mật thám, một khi hắn xuất hiện, hoặc là có bất kỳ quỷ gì tình huống đều sẽ trước tiên truyền cho đao gia cùng thanh đế. Hắn trầm ngâm một lát, có chút chưa từ bỏ ý định nói ra, lộng ảnh tiểu thư, ta có một môn thần thông, biến ảo ngoại hình sau trừ phi phong đế cấp, nếu không dù ai cũng không cách nào xem thấu ta, nếu như ta lặng lẽ lẻn về địa giới, ngươi xem. Không được, kha lộng ảnh trực tiếp đoạn mất giang giật tưởng nghiệp, nàng trầm giọng nói ra, đao gia âm thầm truyền đi một đầu tin tức, người của thiên giới không phải đến địa giới, Thiên giới gần như không có người hồi trở lại địa giới. Mà lại địa giới mỗi cái giới diện khắp nơi đều là bọn hắn mật thám, rất nhiều gia tộc đều bị thu mua, người một người xa lạ ra địa giới, sẽ trong nháy mắt bị khóa định. Đoán chừng người còn chưa có đi mặc vũ bí cảnh, đào ra người liền sẽ đến, một khi bại lộ thân phận, thanh đế sẽ xuất hiện đi địa giới, người có nắm chắc tại thanh đế thủ hạ đào mệnh sao. Giang giật có chút cuống lên, nói ra chẳng lẽ đời ta vĩnh viễn không thể trở về địa giới chí ít cái này một hai năm không được. Kha lộng ảnh khẳng định nói ra, đau ra một ngày không buông lỏng đối thân nhân ngươi bằng hữu giám thị, ngươi tự một ngày không thể đi gặp bọn họ. Trừ phi ngươi có thực lực ngạnh kháng thanh đế, bất quá. Gần nhất minh giới liên tiếp công kích, thế cục làm hỏng, chiến sự căng thẳng, có lẽ không được bao lâu đau ra liền sẽ đem những cái kia mật thám cho rút lui. Tốt ha, Giang giật thở ra một hơi thật dài, tiếp nhận hiện thực này, hắn không có năng lực lực kháng thanh đế, cũng không thể mạo hiểm. Lần này hắn ra còn có một món khác nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là tìm kiếm Hỏa Long kiếm tàn kiệt, giống như Bộc Quang, không nói bị giết, hắn khẳng định chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại thiên yêu giới. Đi trước tìm Hỏa Long kiếm tàn kiệt, chờ qua một đoạn thời gian, lại đi gặp Mẫu thân cùng hồi trở lại địa giới đi. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, nội tâm một mảnh ảm đạm cùng thống khổ, biết rất rõ ràng mẹ ruột của mình ngay tại Cửu Dương quân, hắn lại không thể đi nhận nhau gặp nhau, đây là cỡ nào bi ai a. Trường 1836, Kha Kiếm, cùng Kha Lộng Ảnh một phen nói chuyện phiếm, Giang Giật đạt được rất nhiều hữu dụng tư liệu, để hắn mừng rỡ là tiền vạn quán chiến vô song ma yêu nhi tiểu phỉ bọn người thế mà đều phi thăng, giờ phút này đều tại mạc vũ bí cảnh. Giang Tiểu nô ký ức phong ấn giải trừ, có nàng tại tăng thêm lân hậu ý chỉ, y thiền các nàng ngược lại là vô cùng an toàn, không cần Giang Giật quá lo lắng. Giang Giật còn được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức, mị ảnh vương địa sát phương thiên hàn vương hẳn là còn sống rất có thể bị giam tại thanh đế phong lần này giang giật không có xúc động hắn biết mình không hiện thân mỹ ảnh vương bọn hắn liền có thể tuyệt đối an toàn một khi hắn làm loạn ngược lại sẽ hại bọn hắn giang giật càng thêm kiên định quyết tâm đi trước tìm kiếm hỏa long kiếm còn lại ba cái tàn kiện thanh kiếm này giờ phút này uy lực liền có thể so hồng mông linh bảo như tập hợp đủ sở hữu tàn kiện uy lực lớn bao nhiêu giang giật cũng không dám tưởng tượng không có chiến lực mạnh mẽ hắn liền y phiêu phiêu mặt cũng không dám đi gặp liền địa giới cũng không dám hồi trở lại, biết rõ mị ảnh vương thiên hàn vương địa sát vương bị cầm tù tại thanh đế phong, lại không thể đi cứu. Sở dĩ chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chiến lực, si hồng có thể cảm ứng được hỏa long kiếm tàn kiện đại khái phương vị, dạng này tìm kiếm không phải rất phiền phức, một khi hỏa long kiếm toàn bộ tàn kiện tập hợp đủ, chiến lực của hắn liền có thể có lớn tăng lên. Kha lộng ảnh không có đi tiếp tục giữ lại giang giật, giang giật cũng chưa hề nói hắn muốn đi đâu, chỉ nói đi trước thiên hồng giới kha lộng ảnh không hỏi quá nhiều biểu thị qua một đoạn thời gian nàng xuất lĩnh đại quân trở về để giang giật đi theo nàng trở về đến lúc đó lại mỗi người đi một ngả giang giật rời đi kha lộng ảnh hỗn độn thần chu dù sao ở nơi này quá lâu sẽ bị người hoài nghi vừa đi ra khỏi bên ngoài hắn cảm nhận được vô số thần thức quét tới rất nhiều quân sĩ ánh mắt nhìn hắn trở nên nổi lòng tôn kính hắn cứu được kha lộng ảnh tin tức đã truyền ra giang giật mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tiểu nhân đắc trí nghênh ngang bay trở về chính mình hỗn độn thần chu, dạng này ngược lại sẽ không để cho nhiều người hoài nghi. Long sát trở về, còn không có vào hỗn độn thần chu, bên trong tử vỡ tổ, bọn hắn cái này đại đội lúc đầu có mấy ngàn người, giờ phút này chiến tử hơn phân nửa, còn lại không đến ngàn người. Toàn quân đại thống lĩnh đều chết trận, còn lại mấy cái tiểu thống lĩnh nhìn thấy giang giật sau khi đi vào, ánh mắt lập tức trở nên nịnh nọt. Giang giật đã được bổ nhiệm làm đại diện đại thống lĩnh, lại chữa trị xong kha lộng ảnh. Đừng nói đại thống lĩnh, về sau đều có thể sẽ được phong làm tướng quân, bọn hắn tự nhiên muốn tới đây nịnh bợ. Tướng quân, nghĩ đến hai chữ này, rất nhiều người đều nhớ tới trước đó không lâu cái này Long Sát nói muốn làm tướng quân, rất nhiều người đều cười nhạo hắn nói hắn là kẻ ngu. Lại không nghĩ rằng đảo mắt kẻ ngu này thế mà thật muốn trở thành tướng quân. Giang giật không có phản ứng đám người này, bày ra một bộ kiêu căng bộ dáng, một người đi vào trước khoang thuyền, nhắm mắt tu luyện. Y phiêu phiêu sự tình đối với hắn đã kích rất lớn, hắn bất luận cái gì suy nghĩ cũng không có, chỉ muốn cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện thiên lực, một bên tiếp tục cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Đột phá phong đế cấp cần cảm ngộ bảy cái bản nguyên áo nghĩa, đã lôi điện áo nghĩa đều nhập môn, trước hết đem cái này áo nghĩa thôi diễn đến đại thành lại nói. Càng thôi diễn càng cảm giác dường ra huyền ảo, nếu như nói trước kia thiên tuyển rung động cần đi 100 đầu đường, như vậy cái này lôi điện áo nghĩa ít nhất phải đi một vạn đầu, muốn thôi diễn ra một vạn cái phương hướng, dườm già gấp trăm lần có bao nhiêu. Đây là giang giật cảm giác, đương nhiên giống như về sau thôi diễn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dễ dàng cũng khó nói, cái này cần thời gian đi nghiệm chứng. Tu luyện không tuế nguyệt, tiểu nửa ngày trôi qua rất nhanh, kha lộng ảnh mang binh trở về, nàng tại lâm hải bí cảnh đã đóng giữ hơn một tháng, mang đến trăm vạn đại quân đều còn lại không đến mười vạn, tự nhiên muốn trở về nghỉ dưỡng sức. Giang giật đi theo đại quân trở về, bất quá không ảnh hưởng hắn tiếp tục tu luyện. Hỗn độn thần chu có người phụ trách, hắn đại diện đại thống lĩnh, chỉ cần hạ mệnh lệnh để hỗn độn thần chu đi theo đại bộ đội trở về là được. Hắn tiếp tục tu luyện, một đám hỗn độn thần chu trùng trùng điệp điệp tiến lên trên đường tao ngộ rất nhiều tuần bên cạnh dùng, nhưng thấy là lân hậu quân ai dám ngăn cản sớm lui sang một bên để đại quân thông qua một đường thông suốt. Tại sau một ngày đã tới một trong đó chuyển bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong có mấy cái phong vương cấp chấn thủ cấm chế phi thường cường đại, nơi này có mấy cái truyền tống trận đều là thông hướng lân vực. Đại quân liên tục không ngừng đi vào truyền tống, Kha Lộng Ảnh không tiếp tục tìm Giang Giật, bất quá lặng yên truyền âm tới, để Giang Giật đi trước lân thành, giúp hắn làm một hợp lý thân phận. Giang Giật ngẫm lại là đạo lý này, có cái hợp lý thân phận, tùy ý đi vậy được đi cũng sẽ không gây nên người hoài nghi. Tỉ như đi một cái tiểu thiên thế giới, nếu như không có một hợp lý thân phận, đột nhiên Giáng Lâm khẳng định lại có rất nhiều phiền phức. Một trận bạch quang hiện lên Giang Giật mang theo một đại đội nhân mã ra lân thành, Giang giật còn không có mang binh rời đi, một cái lính liên lạc tới truyền báo, để Giang giật đi lân sơn. Tại một đám quân sĩ quan tướng hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, Giang giật hướng lân thành phía sau lân sơn đi đến. Nơi đó là Kha Gia ở lại địa phương, lân sơn phía sau nhất một hoa viên lân hậu tự ở tại bên trong. Giang giật tại lân sơn ở qua một đoạn thời gian, đã từng còn gặp qua lân hậu một mặt, bất quá biểu hiện bên trên hắn giả bộ nơm nớp lo sợ, đi theo Kha Gia một tên quản sự đi một tòa thành lâu đài chờ đợi triệu kiến tại tòa thành bên trong ngồi hai canh giờ giang giật cảm nhận được bảy tám đạo thần thức quét tới còn tốt kha lộng ảnh hẳn không có thiết ra ngoài tin tức của hắn giang giật cũng không có cảm ứng được đặc biệt cường đại thần thức trong tay hắn một mực cầm hỏa long châu si hồng cũng không có phát hiện lân hậu lạng yên dò xét sau hai canh giờ một cái quản sự đến đây mang đến một cái không gian giới chỉ hắn nói đây là kha lộng ảnh ban cho cái khác cái gì đều không có bản giao giang giật các loại chờ người này xuống dưới về sau lập tức luyện hóa giới chỉ, phát hiện bên trong có một người tư liệu, còn có một tấm chân dung, cùng một phong thư một tấm lệnh bài. Kha lộng ảnh cho Giang giật thân phận là Kha ra một cái chi thứ chi thứ công tử, gọi Kha kiếm. Người này phía trước không đánh lâu chết rồi, bất quá Kha ra phong tỏa tin tức, sở dĩ ngoại giới cũng không biết rõ. Người này chiến lực đạt đến phong vương cấp, vừa vặn thích hợp Giang giật hành động. Kha lộng ảnh cho người này tài liệu cặn kẽ, đồng thời còn đưa Giang giật Kha ra lệnh bài, có lệnh bài này giang giật huyễn hóa thành kha kiếm dáng vẻ liền là danh chính môn thuận kha gia công tử kha lộng ảnh trên thư không có giữ lại ý tứ chỉ là cho thấy nàng không đến tiễn biệt sợ bại lộ giang giật thân phận để giang giật một đường trân trọng hữu duyên lại tụ họp tin là nàng thân bút viết bút mực bên trên còn sót lại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát quả nhiên là cái kỳ nữ giang giật trong tay toát ra hỏa diễm đem thư đốt ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng lân sơn đằng sau nhìn lại tựa hồ cách trùng điệp cung điện nhìn thấy Kha Lộng ảnh tại phất tay cho hắn tiễn biệt. Đừng xem, đi thôi, lân hậu thực lực rất mạnh, không thể so với thanh đế yếu quá nhiều. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, si hồng truyền âm cho giang giật, đi cửu dương thành đi, lại truyền tống đi phong giới, bản tọa ở bên kia cảm ứng được một cái tàn kiện khí tức. Phong giới, giang giật đôi mắt sáng lên, địa giới không thể đi, phong giới đao ra luôn không khả năng xếp vào gian tế A lại nói hắn có hợp lý thân phận, cho dù có gian tế cũng không sợ. Hắn nhanh chân đi ra đi, không có đi trong thành mà là tại quản sự dẫn đầu đi xuống một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi cửu dương thành. chương 1837, vận khí tốt như vậy. Cửu dương thành nội khí phân rất là khẩn trương, gần nhất đại chiến không ngớt, thành nội bầu không khí trở nên đặc biệt kiềm chế. Trong thành không ngừng có truyền tống trận lấp lánh, mỗi thời mỗi khác đều có người truyền tống đi lên, thiên giới hướng thất giới hạ đạt lệnh triệu tập bảy cái tiểu thiên thế giới đều có rất nhiều cường giả hưởng ứng, liên tục không ngừng có cường giả truyền tống đi lên, gia nhập các đại quân đội. Ông, một cái truyền tống trận quang mang lóe lên, một cái tuổi trẻ công tử ra trong truyền tống trận, phụ cận thủ vệ quân sĩ thần thức quét tới. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi công tử bên hông cài lấy một tấm lệnh bài về sau, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cái truyền tống trận này liên tiếp chính là Kha Gia, trên người người này cũng có Kha Gia lệnh bài, lệnh bài này chỉ có công tử cấp bậc nhân vật mới có tư cách đeo. Người này tự nhiên là Giang Giật, hắn tại truyền tống trước đó tự biến thành kha kiếm dáng vẻ. Giờ phút này truyền tống tới, nghỉ ngơi một hồi lâu mới tỉnh hồn lại tới. Kỳ thật hắn đã sớm khôi phục lại, không bằng hắn mặt ngoài thực lực là vừa mới đột phá phong vương cấp, tự nhiên không thể quá kiêu căng. Hắn mở to mắt nhìn lướt qua cửu dương thành, cái này thành trì hắn đã từng tới một lần, còn kém chút bị đao nô đao lãnh giết đi. Nhìn thấy quen thuộc thành trì, hắn có chút ảm đạm hao tổn tinh thần, y phiêu phiêu ngay tại ngoài thành cửu dương cốc tòa nào đó trong quân doanh, hắn lại không thể đi gặp nàng, không thể đi nàng đầu gối trước tận hiếu, không thể mẹ con nhận nhau. Đi thôi, hắn khẽ thở một hơi, hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía một cái cửu dương quân đại đội trưởng nói ra, ta muốn đi phong giới, thỉnh cầu dẫn đường. Công tử mời, Kha Gia là lân hậu đại biểu, cửu dương quân tự nhiên không dám thất lễ, cái này đại đội trưởng tự mình mang theo giang giật hướng nơi xa một cái truyền tống trận đi đến bá bá bá, một đường hành tẩu, Giang giật phát hiện rất nhiều thần thức lặng yên đang dò xét chính mình. Hắn cũng không thèm để ý, nội tâm giếng nước yên tĩnh, mặt không thay đổi hành tẩu, trên thân tự nhiên mang theo một tia quý công tử bất phàm khí độ. Vù vù, nơi xa một đội quân sĩ theo tòa thành bên trong lao nhanh mà ra, thẳng đến truyền tống trận phương hướng, bên này quân sĩ đều đã bị kinh động nhau nhau ghé mắt. Giang giật ánh mắt quét qua, sắc mặt hơi đổi, hắn lại gặp một người quen, Vân Băng. Một năm không thấy, vân băng thành thục rất nhiều, càng xinh đẹp hơn, nguyên bản giống như là một đóa nụ hoa muốn phóng bạch mân côi, giờ phút này là triệt để nở rộ bạch mẫu đơn. Nhìn thấy vân băng, Giang giật đôi mắt có chút bắt đầu mông lung, hắn nhớ tới chính mình tại cửu dương quân tuế nguyệt. Theo coi như hắn vẫn là cửu dương quân tá lĩnh, hắn nhớ tới ngụy thiên vương vân thiên vương, nhớ tới lương thống lĩnh trương đại niên, trong lúc nhất thời có tinh thần hoảng hốt. Ừ, Giang giật bản thân bề ngoài bất phàm, mặc hoa lệ trường bào, tại một đám quân sĩ bên trong cảm giác hạc giữa bầy gà, Vân Băng rất tự nhiên chú ý tới hắn. Vân Băng vốn là tùy ý quét mắt một vòng, bất quá nhìn thoáng qua sau luôn cảm giác có một chút điểm không đúng, nàng ánh mắt lần nữa hướng giang giật quét tới, con người chậm rãi có chút mông lung, mơ hồ ở giữa nàng cảm giác trước mặt công tử bộ dáng khí chất cũng thay đổi, biến thành một cái để nàng mộng rát hồn lượn quanh nam tử. Ây, giang giật rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng quay đầu tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến, hắn khẽ động bên kia vân băng cũng tỉnh ngộ lại, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, dừng lại. Cảm nhận được rất nhiều thần thức ánh mắt khóa chặt chính mình, giang giật nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này cửu dương thành thế nhưng là có rất nhiều mật thám A, à, một cái không tốt bị người hoài nghi, sẽ có đại phiền toái. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, sắc mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, quay đầu lại nói, vân tiểu thư gọi là ta sao. Lần này đến phiên vân băng tiểu thư ngạc nhiên, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm giang giật nhìn mấy lần, phát hiện hắn rất là lạ lắm, mà lại bên hông bên trên cài lấy kha ra lệnh bài rất rõ ràng không phải người nàng muốn tìm nàng chỉ có thể lúng túng nói ra ngươi là kha ra con em lộng ảnh tỉ tỉ gần nhất vừa vặn rất tốt giang giật có chút khom người nói tại hạ kha kiếm lộng ảnh biểu muội hết thảy bình an đa tạ vân tiểu thư a à nha vân băng tùy ý phất phất tay nói kha kiếm công tử người đi giúp ngươi đi ta đi trước được rồi giang giật lần nữa có chút khom người rất lễ phép nói ra vân băng tiểu thư đi thong thả sau khi nói xong Giang giật nhanh chân rời đi, trực tiếp đi vào một cái truyền tống trận, bởi vì hắn có kha ra lệnh bài, sở dĩ truyền tống đều không cần phí dụng. Truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang Giang giật thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tại Giang giật bóng lưng biến mất thời điểm, Vân băng lại ngoái nhìn nhìn một cái, mơ hồ ở giữa nàng lần nữa coi là thấy được quen thuộc cái bóng lưng kia. Các loại chờ Giang giật truyền thụ rời đi về sau, nàng mới cười khổ một tiếng thì thảo nói ra, gần nhất chẳng lẽ quá mệt mỏi, làm sao luôn xem người người cũng giống như hắn a? Ông, Giang giật lần này truyền tống thời gian càng lâu, dòng dã truyền tống 10 cái canh giờ mới cảm giác hai chân rơi xuống đất, hắn không có mở to mắt, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi trong đầu cảm giác hôn mê biến mất. Hắn thần thức ngược lại là quét ra ngoài, phát hiện giờ khắc này ở một cái cự đại thành trì trong quảng trường. Trên quảng trường từng bầy võ giả cung kính đứng đấy, còn có một cái phong vương cấp cường giả theo một tòa thành lâu đài bay ra đứng ở trước mặt hắn, một mặt như mộc xuân phong nụ cười. Rất tốt, hắn âm thầm giải sầu, kha lộng ảnh cho hắn cái thân phận này rất không tệ a à. thượng giới siêu cấp gia tộc công tử tới tiểu thiên thế giới nơi này cường giả khẳng định đều tốt sinh hầu hạ hắn muốn đi đâu muốn làm chút gì đều thuận tiện rất nhiều các loại chờ trong đầu cảm giác hôn mê hoàn toàn biến mất giang giật mới chuẩn bị mở to mắt không bằng hắn thần thức quét về phía trước mặt phong vương cấp cường giả lại có chút nhức cả trứng bởi vì hắn đối phong giới không có chút nào hiểu rõ căn bản không biết nơi này cường giả cùng đại gia tộc mà hắn cái này kha ra con em thân phận lại không có khả năng không biết. Đúng rồi, Phượng Nghê, đầu óc hắn nhất chuyển, Phượng Nghê không phải lặng yên du tẩu rất nhiều giới diện a à nói không chừng tự đối phong giới có chút quen thuộc. Hắn vội vàng lặng yên lấy ra thiên hàn châu truyền âm đi vào, Phượng Nghê truyền về tin tức để hắn đại hỷ, nàng quả nhiên tới qua phong giới, đối với phong giới các đại gia tộc và cường giả đều có một ít hiểu rõ. Ông, hắn lập tức đem Phượng Nghê tung ra ngoài, bất quá Phượng Nghê sau khi ra ngoài trên mặt biệt kín lụa mỏng, để ngoại nhân thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Nàng thần thức quét một lần, lập tức truyền âm nói, chủ nhân, đây là phong giới đệ nhất gia tộc Hà Gia Đại Công Tử, Hà Dương. Giang giật nội tâm nắm chắc, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mặt cường giả, chắp tay nói, tại hạ kha kiếm, các hạ là Hà Dương Công Tử A. Ha ha ha, Giang giật phía trước tên kia tướng mạo rất là thanh niên anh Tuấn Cường giả cười ha ha, chắp tay nói, công tử hai chữ không dám nhận, gọi ta Hà Dương là được. Kha kiếm công tử đại danh tại hạ ngược lại là ngưỡng mộ đã lâu, Kha gia ưu tú nhất năm cái công tử, thiên giới đều là đại danh đỉnh đỉnh A. Giang giật hàn huyên hai câu, si hồng truyền âm lúc này vang lên tại giang giật trong đầu, để tinh thần hắn đại chấn, không sai, hoàn toàn chính xác có một cái tàn kiện tại phong giới, bản tòa đã cảm ứng được, ngay tại phong giới phía tây, tiểu tử ngươi mau chóng đem tới tay. Phía tây, giang giật âm thầm gật đầu, hắn có Kha kiếm cái thân phận này, hẳn là nhẹ nhõm có thể đi tìm đến cái này tàn kiện đồng thời đem tới tay đi. Bất quá Hà Dương đột nhiên mở miệng lộ ra một cái tin tức, để Giang giật nội tâm lại lập tức trầm xuống. Hà Vĩ nói ra, Kha Kiếm Công Tử lần này cũng là nghĩ vào phong sát bí cảnh tầm bảo A đao ra viêm ra cuồng gia công dương ra các loại chờ Rất nhiều gia tộc đều đưa tin xuống tới, biểu thị gần nhất sẽ phái người tới tham gia tầm bảo, lần này chúng ta phong giới ngược lại là náo nhiệt. Đao ra, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, làm sao vận khí tốt như vậy hắn mới vừa tới phong giới, thiên giới đại gia tộc công tử tiểu thư đều muốn đến. Chương 1838, Đao gia Tam Hoa. Giang giật cái này giả công tử đối với phong giới nhất khiếu bất thông, càng không hiểu cái gì phong sát bí cảnh. Bất quá giờ này khắc này hắn có thể làm sao đáp lời chẳng lẽ nói hắn là tới đi dạo tất cả mọi người là đến đoạt bảo, hắn không phải nói đây không phải là lộ ra đặc lập độc hành. Hắn chỉ có thể cười nhạt một cái nói, cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt, cũng không biết có thể hay không điêu nhiễu Hà Dương công tử. Làm sao lại hà dương liên tục khoát tay nói kha công tử có thể giá lâm phong giới là vinh hạnh của chúng ta kha công tử mời đi trước hàn xá nghỉ ngơi một chút phong sát bí cảnh mở ra còn cần hai ngày thời gian cũng làm cho tại hạ tận tận tình địa chủ hữu nghị vậy liền phiền phức hà công tử giang giật hàn huyên một phen đi theo hà dương hướng tòa thành bên trong đi đến trên đường đi hắn lặng lẽ cùng phượng nghe truyền âm hỏi thăm tình huống để hắn nhức cả chứng chính là phong sát bí cảnh giống như ngay tại phía tây chẳng lẽ lại hỏa long kiếm tàn kiện ngay tại phong sát bí cảnh bên trong Phượng Nghê đã từng tới phong giới, bất quá rất điệu thấp, cũng không để cho phong giới các đại nhân vật phát giác. Hắn đối với phong sát bí cảnh cũng có sự hiểu biết nhất định, bất quá lần trước phong sát bí cảnh cũng không có mở ra, cho nên nàng không có cơ hội đi vào. Cái này bí cảnh nghe nói là một cái đại đế phần mộ, cái này đại đế đã từng là cửu dương thiên đế thủ hạ một cái đại tướng, đáng tiếc về sau bị Minh đế đánh lén chém giết. Bởi vì hắn đến từ phong giới sở dĩ táng tại nơi này, hắn trước khi chết tàn hồn chạy về Tại phong sát bí cảnh nội thiết đưa rất nhiều cấm chế, mục đích là để phong giới tuổi trẻ con em đi vào tầm bảo lịch luyện, tạo phúc phong giới hậu đại. Lúc bắt đầu, phong giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn chính xác rất nhiều đều ở bên trong đạt được bảo vật, cũng ở bên trong cảm ngộ một chút cường đại bản nguyên áo nghĩa. Nhưng đã đến đằng sau nơi này tầm bảo biến vị, bởi vì mỗi lần tầm bảo thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư đều sẽ dính vào, cơ bản cũng không có phong giới con em trẻ tuổi phân. Phong giới công tử nhà giàu bọn họ rất nhiều đều có ý kiến sinh lòng bất mãn thậm chí âm thầm giận dữ không thôi nhưng bọn hắn có thể làm sao thiên giới bất kỳ một cái nào hào môn phong giới đều chiêu chọc không nổi đao ra lưng tựa thanh đế cuồng ra cùng viêm ra thì càng khỏi phải nói kha ra là lân hậu đại biểu công dương ra cùng đao ra tương giao tâm đầu ý hợp mà lại đắc tội một cái công tử nhà giàu tiểu thư chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người phong giới bất kỳ một cái nào gia tộc đều chịu không được đã nhiều năm như vậy phong sát bí cảnh bên trong bảo vật đều bị tìm kiếm đến không sai biệt lắm Phong giới bọn công tử cũng không tức giận, ngược lại đám này công tử tiểu thư xuống tới có thể giao hảo bọn hắn, đối với mình gia tộc sự phát triển của tương lai có chỗ tốt cực lớn. Cái này Hà Dương công tử gia tộc rất nhiều tộc nhân ngay tại các đại quân đội đảm nhiệm chức cao, triệt để đặt vững phong giới đệ nhất gia tộc địa vị. Sở dĩ Hà Dương đối giang giật phi thường nhiệt tình, an bài cho hắn một cái tốt nhất tòa thành, bên ngoài thì nữ tự có mười mấy cái, mà lại mỗi cái đều là tuyệt sắc, các loại rượu ngon dị quả bầy đầy toàn bộ đại điện. Giang giật xem như khai nhãn giới, hưởng thụ một lần siêu cấp công tử đãi ngộ. Cùng Hà Dương nói chuyện phía một phen, Giang giật có chút âm thầm đau đầu, hắn đối Kha ra sự tình không phải hiểu rất rõ, rất nhiều lần đều chỉ có thể mập mờ suy đoán đi vòng qua. Sau nửa canh giờ, phía ngoài truyền tống trận lại phát sáng lên, trong truyền tống trận tới mấy cái đại mỹ nữ, Hà Dương liên tục xin lỗi đi nghênh đón mấy cái kia thiên giới tới tiểu thư, Giang giật lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy muốn xong đời a à, Giang giật nhức đầu không thôi bởi vì hắn thần thức đảo qua đi phát hiện mấy cái kia nữ tử chỉ nhận thức một cái, còn lại ba cái căn bản không biết. Nhận biết cái kia là lần trước tại diệt ma cung nội tao ngộ công dương tiểu thư, cũng may Hà Dương đi qua nghênh đón lúc, cùng mấy cái kia tiểu thư một phen hàn huyên, để Giang giật biết được còn lại ba người tướng mạo có chút giống nhau mỹ nữ thân phận. Đao Mẫn, Đao Linh, Đao Lung, Đao Gia Ba Đóa Hoa, đây là Đao Gia Thịnh nhất tên ba cái tiểu thư. Giang giật trầm ngâm một lát không có lựa chọn ra ngoài nghênh đón bốn vị này tiểu thư, Kha kiếm trên tư liệu cho thấy tính tình của hắn có chút buồn bực, không thích giao tế, nếu như hắn quá nóng lòng đi kết giao những công tử kia tiểu thư, ngược lại sẽ lộ vùi lấp. Phượng nghe, làm sao bây giờ chúng ta là sớm đi, vẫn là tiếp tục chờ. Giang giật đem tình huống cùng Phượng nghe nói một lần, cái sau trầm ngâm một lát, lắc đầu truyền âm nói, vẫn là đợi chút đi, đi quá đường đột, dễ dàng bị người hoài nghi. Không xác định cái kia tàn kiện là tại phong sát bí cảnh, vẫn là tại còn lại địa phương, đến lúc đó đợi mọi người đồng thời xuất động, chúng ta đi phong giới phía tây lại nói. Giống như không tại bí cảnh bên trong, chúng ta liền không có tất yếu đi vào tầm bảo. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, dứt khoát đi vào trong cung điện thiên điện bên trong bế quan tu luyện. Hắn đem Phượng Nghe ở lại bên ngoài, vừa vặn có thể tránh Hà Dương chế chúc triệu khai yến hội, không cần cùng những cái kia công tử nhà giàu tiểu thư đối mặt. Quả nhiên, đằng sau lần lượt có công tử tiểu thư truyền tống mà đến, nửa ngày sau nên tới đều tới không sai biệt lắm, hà dương đại biểu hà gia tổ chức một lần yến hội mở tiệc chiêu đãi sở hữu công tử tiểu thư hà dương tự thân lên môn bị phượng nghe dùng giang giật đang bế quan từ chối đi kha kiếm tính tình có chút buồn bực thiên giới những công tử kia tiểu thư đều hơi có nghe thấy trước kia kha gia đại biểu không phải kha kiếm mà là kha lộng ảnh kha kiếm chỉ là một cái chi thứ công tử thôi tất cả mọi người không thèm để ý phong sát bí cảnh mở ra còn cần một đoạn thời gian sở hữu đám này công tử tiểu thư ngược lại không gấp không thời cơ đến cái tụ hội khoe khoang phong tao, lẫn nhau thông đồng, thấy vừa mắt có thể còn muốn tới một cái hữu nghị pháo. Đao gia tam hoa thế nhưng là thiên giới nổi danh đáng phụ, đoán chừng cùng rất nhiều thiên giới công tử đều có một chân, công dương tiểu thư cũng không phải mặt hàng nào tốt, đao ra một cái tiểu thư còn hạ thư mời đến mời Giang giật dự tiệc. Giang giật đóng cửa không ra, không để ý đến chuyện bên ngoài, thẳng đến một ngày sau đó, Hà Dương tới cửa biểu thị có thể xuất phát, Phượng Nghê mới đem Giang giật kêu lên. Giang giật mang theo Phượng Nghê đi ra phía ngoài, tiến vào một cái đại điện, tại Phượng Nghê sau khi đi vào giang giật rõ ràng nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi công tử đôi mắt cũng hơi phát sáng. Phượng nghe trên mặt có lụa mỏng, nhưng dáng người và khí chất đều là tuyệt đỉnh, không so đao ra tam hoa cùng công dương tiểu thư tranh lệch. Nam nhân đều thích mới mẻ mỹ nữ, đám này công tử nhìn thấy Phượng nghe tự nhiên như lang nhìn thấy dê con. Mà đám kia tiểu thư thì nhìn xem giang giật con mắt tỏa sáng, kha kiếm bề ngoài không tệ, thuộc về lãnh khốc hình soái ca, lại thêm giang giật bản năng bộc lộ khí chàng lộ ra phi thường hơn người để đám kia tiểu thư bản năng trong cảm giác tâm rung động giang giật trải qua quá nhiều chuyện giết quá nhiều người gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng cư di khí dưỡng di thể hắn khí tràng và khí chất căn bản không phải loại này tại nhà ấm bên trong nuôi lớn đám công tử ca có thể so giống như một cái phượng hoàng tiềm phục tại một đám ô gà bên trong coi như mất lông đồng dạng cũng cảm giác hơn người chư vị tốt kha kiếm tính tình tương đối lạnh giang giật dứt khoát đều không đồng nhất thi lễ Đối mọi người chắp tay, liền xem như hành lễ. Hắn tại tu luyện thời điểm, một cái tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, đối với bên trong mấy cái đỉnh cấp công tử tiểu thư ngược lại là đều biết. Bên trong thân phận cấp cao nhất chính là ngồi ở vị trí đầu vị hai vị công tử, một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô như một cái mãnh hổ, đây là Viêm đế gia thế hệ tuổi trẻ tương đối có danh tiếng công tử, Viêm Phù. Hắn cũng không phải là Viêm gia đệ nhất công tử, đệ nhất công tử cũng sẽ không tới nhàm chán tầm bảo mà là đi hư không bên ngoài khai chiến đi. Một cái khác là cuồng đế gia công tử cũng không phải đệ nhất công tử gọi cuồng chiến. Tên nếu như người bề ngoài tương đối kiệt ngạo bất tuần cái chủng loại kia, giờ phút này hai mắt nhìn trầm trầm phượng nghi hận không thể một cái nuốt vào, một chút cũng không có che giấu nội tâm tham lam. Ngoại trừ hai cái này công tử bên ngoài thân phận tôn quý nhất liền là đao gia tam hoa ba người này giang giật đã sớm dò xét qua tới. Giờ phút này mặt đối mặt xem xét để giang giật cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì đao gia tam hoa dáng rất phi thường giống, nhìn tựa như tam bảo thai, giờ phút này ngồi cùng một chỗ cho người ta đánh vào thị giác phi thường lớn. Kiếm công tử, tốt, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện cũng là đao gia một đóa hoa một trong, nàng một đôi như hồ ly đôi mắt nhìn chằm chằm giang giật liếc mấy cái, có chút hồ oán nói ra, kiếm công tử, lần trước lân thành từ biệt, người còn nhớ đến nô gia nô gia đưa thiếp mời mời ngươi dự tiệc ngươi cũng cự tuyệt, người tại sao có thể như thế tuyệt tình. Ách, Giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, đao ra đóa hoa này chẳng lẽ cùng chết đi kha kiếm có chút hút mắc cũng đừng lộ vùi lấp a. Chương 1839, tiện nhân, đao ra ba đóa hoa dáng rất không sai biệt lắm, giống như là tam bào thai, Giang Giật mặc dù biết tên của ba người, nhưng không biết giờ phút này nói chuyện nữ tử kêu cái gì, càng không biết năm đó nàng cùng kha kiếm có cái gì hút mắc. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, ai dám không nhớ rõ đao tiểu thư đâu đao tiểu thư nói như vậy thế nhưng là gấp sát kha kiếm. Đao ra tiểu thư biến sắc, để giang giật nội tâm trầm xuống coi là nói sai ai ngờ đao tiểu thư càng thêm u oán nói ra kiếm công tử so trước kia càng tuyệt tình trước kia để người ta mẫn tiểu thư lại gọi nô ra đao tiểu thư xem ra kiếm công tử còn tại sinh đao mẫn khí đâu giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi bên tai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm kha kiếm người cái này yêu tộc thị nữ không tệ a à, cho bản công tử chơi đùa quay đầu ta cho đưa ngươi ba cái đỉnh cấp hoa nữ như thế nào giang giật con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo quét về phía cuồng chiến, cái này cuồng chiến thế mà trực tiếp đòi hỏi Phượng Nghê. Đừng nói Phượng Nghê không phải thị nữ của hắn, coi như nữ nô đều khó có khả năng đưa. Hắn lạnh băng băng đỉnh trở về, truyền âm nói cuồng chiến công tử, thật có lỗi, đây không phải thị nữ của ta, là của ta yêu tộc bằng hiếu, hoa của ngươi nữ vẫn là chính mình giữ lại đùa đi. Hừ hừ, sang giật như thế không nể mặt mũi, cuồng chiến có chút khó chịu, hừ lạnh hai tiếng đứng lên nói, Hà Dương, tranh lệch thời gian không nhiều lắm đi, chúng ta đứng dậy đi phong sát bí cảnh bên ngoài đợi tốt kha hà dương xem chàng diện có chút xấu hổ vội vàng giảng hòa nói chư vị cùng đi 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 trước phong sát bí cảnh phụ cận phong vân giới kia là nhà ta khống chế một thế giới nhỏ mặt chờ phong sát bí cảnh mở ra chư vị có thể trước tiên đi vào đi cuồng chiến đứng dậy đi ra phía ngoài không còn có xem giang giật một chút hắn là cuồng gia trực hệ tử đệ giang giật mặt ngoài thân phận là kha gia chi thứ công tử thân phận kém xa giang giật không nể mặt hắn hắn đương nhiên sẽ không cho Giang giật mặt mũi. Viêm phù đoán được một ít chuyện, đối Giang giật tự nhiên cũng khó chịu, dẫn người đi theo cuồng chiến rời đi. Đao ra ba tỉ muội mang theo một đám tiểu thư đi ra phía ngoài, Giang giật đi theo cuối cùng, lộ ra không hợp nhau. Kiếm thiếu ra, một cái tiểu thư đột nhiên thoát ly đao ra tiểu thư nữ tử đại quân, cùng Giang giật đi cùng nhau, nàng uyển chuyển cười một tiếng nói ra, ta là Lý gia Lý Duệ, kiếm công tử còn nhớ đến ta. Lý gia, Giang giật có chút trợn tròn mắt, Loại này gia tộc tiểu thư, hắn tại sao biết thiên giới Lý gia đoán chừng cũng không ít ai à ai biết nàng là cái nào Lý gia, hắn chỉ có thể lúng túng nói ra có chút ấn tượng. Lý tiểu thư tốt, Phốc, Lý tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm nói kiếm công tử quý nhân hay quên sự tình đấy. Gia gia của ta là lân hậu quân thượng tướng quân Lý Phong. A à nha, Giang Giật giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai là Lý thượng tướng quân tôn nữ, thật có lỗi, trong lúc nhất thời không nhận ra ngươi. Giang Giật nội tâm lại là âm thầm kêu khổ hắn nhận biết cái giám Lý Phong A. Hắn cũng không phải thật kha kiếm, đừng nói phụ thuộc lân hậu gia tộc, kha gia người đều không biết mấy cái. Lý Duệ quét Giang giật vài lần, phát hiện hắn cũng không có nói chuyện ý tứ, nhàn nhạt cười một tiếng đuổi kịp phía trước nương tử quân. Giang giật đi theo đại bộ đội đi ra tòa thành quần, đã tới quảng trường tiến vào một cái cự đại truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, lần này chỉ là truyền tống 4 năm cái canh giờ, giang giật bọn người ra một tòa trong thành nhỏ. Thành nội phi thường náo nhiệt, trên quảng trường tụ tập không ít người, tại mọi người truyền tống tới về sau, rất nhiều công tử tiểu thư đều xông tới, hẳn là phong giới đại gia tộc công tử tiểu thư. Quả nhiên, một đám công tử tiểu thư nhao nhao tìm tới cuồng chiến viêm phù đao ra ba tỉ muội bọn người hàn huyên khách sáo kết giao. Giang giật bên này cũng không có quá nhiều người, có mấy cái tới muốn giao hảo, giang giật tùy ý ứng phó hai câu, nói rõ không muốn nói chuyện nhiều, bọn hắn chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Hà Dương dẫn một đám người tiến vào mặt phía bắc một mảnh tòa thành trong đám, phong sát bí cảnh còn có nửa ngày mới có thể mở ra, rời đi cái này gần vô cùng, tại bực này đợi không còn gì tốt hơn. Giang giật tiến vào một cái đơn độc tòa thành, đi vào tựu mở ra cấm chế, trước tiên lấy hỏa linh châu, để hắn cùng phượng nghe có chút bất đắc dĩ là si hồng cảm ứng được hỏa long kiếm tàn kiện phương vị, ngay tại cái này giới diện về phía tây, mà phía tây chỉ có một cái bí cảnh, liền là phong sát bí cảnh. Phong sát bí cảnh bên trong bảo vật đối với giang giật không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, bình thường đạo thiên linh bảo giang giật đều không thèm để ý giống như có thể không đi vào giang giật tuyệt đối sẽ không cùng đám này công tử tiểu thư đi vào hồ nháo lại không biện pháp hắn chỉ có thể vào phong sát bí cảnh bên trong đương nhiên hắn không có như thế qua loa mà là tìm tới hà dương muốn phụ cận địa đồ xác định phía tây chỉ có một cái phong sát bí cảnh về sau hắn về tới tòa thành bên trong chậm đợi bí cảnh mở ra bên ngoài lại bắt đầu tổ chức lần lượt yến hội hà dương phái người đến mời mấy lần Phượng Nghe đều thay Giang giật cự tuyệt. Giang giật ngồi tại thiên điện bên trong tu luyện, không để ý tới bên ngoài phong vân, nhưng ở hơn 10 canh giờ về sau, hắn bị cấm chế quang mang kinh động đến. Hắn mở ra cấm chế thần thức quét ra đi, lại nhìn thấy đao mẫn đứng tại đại điện bên trong, Phượng Nghe một mặt bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Đao tiểu thư, làm sao có thời gian đến ta cái này ngồi một chút. Đừng kêu Đao tiểu thư, khác đừng làm cho như vậy lạnh nhạt đao mẫn dáng người tương đối cao một đôi chân phi thường thon dài mặc một thân trường bào màu da cam diễm lệ bắn ra bốn phía nàng u oán nhìn qua giang giật ôn nhu thì thầm mở miệng nói lập tức nàng nhìn lướt qua phượng nghe nói ngươi đi xuống trước ta và ngươi gia công tử có mấy lời nói phượng nghê ánh mắt nhìn về phía giang giật cái sau nhẹ gật đầu phượng nghê chỉ có thể đi ra thiên điện đao mẫn đưa tay đánh ra một đạo lưu quang đem đại điện cấm chế mở ra lập tức thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào giang giật trong ngực hai tay gắt gao ôm Giang giật thân eo, toàn thân kéo đi lên, mặt mũi tràn đầy u oán ngửa đầu nhìn qua Giang giật nói, người tốt, ta sai rồi còn không được sao ta cùng cuồng chiến viêm phù bọn hắn thật không có quan hệ, ta chỉ thích ngươi một người, người tốt ngươi tự tha thứ đau mẫn đi. a à, Giang giật nội tâm run lên, kha kiếm quả nhiên cùng đau mẫn có một chân, rất rõ ràng trải qua giường. Bất quá cái này đau mẫn lại là để Giang giật cảm giác phi thường buồn nôn, nghe nàng khẩu khí, nàng tuyệt đối cùng viêm phù cuồng chiến đều lên qua giường, nàng coi là kha kiếm nổi máu ghen không để ý nàng, lúc này mới chủ động đưa tới cửa nhận lỗi tới. Giang giật nghĩ đẩy ra đao mẫn, lại không nghĩ rằng đao mẫn dính càng chặt hơn, hơn nữa còn trực tiếp lại gần tác hôn, hai mảnh kiều diễm môi đỏ kéo đi lên. Giang giật triệt để nổi giận, một tay lấy đao mẫn trực tiếp đẩy bay ra ngoài, đao mẫn rút lui bảy tám bước, đặt mông vừa vặn ngồi ở phía xa trên ghế. Giang giật mặt không thay đổi nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đao mẫn, lạnh băng băng nói ra, đao tiểu thư, mời ngươi tự trọng, ta người này không thích nhất thủy tính dương hoa nữ tử. Đã ngươi cùng cuồng chiến viêm phù bọn hắn tốt hơn, về sau xin đừng tới tìm ta, không tiến. Nói xong, Giang giật trực tiếp quay người tiến vào thiên điện bên trong, còn mở ra cấm chế. Đao mẫn tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, nàng đưa tay chỉ thiên điện đại môn nói tốt, tốt, kha kiếm, người có gan. Đã ngươi như thế tuyệt tình, vậy liền đừng trách bản tiểu thư vô tình, lần này ngươi vào phong sát bí cảnh bên trong có thể được đến một kiện bảo vật bản tiểu thư tùy ngươi họ tiện nhân mặc dù mở ra cấm chế nhưng giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể tin tường nghe được đau mẫn hắn âm thầm đau đầu sợ là lần này vào phong sát bí cảnh sẽ không quá thuận lợi a à. nhưng hắn có thể làm sao bồi cái này đáng phụ chơi đùa hắn nghĩ tới người này ai cũng có thể làm chồng cũng cảm giác buồn nôn mà lại theo nàng chơi đùa thân phận hội bại lộ đến càng nhanh cắt cắt chương 1840, đặt bao hết. Nửa ngày sau, Giang giật mang theo Phượng Nghe ra phía ngoài, hắn rõ ràng cảm nhận được một đám công tử tiểu thư đối với hắn rất là bất thiện. Cuồng chiến trong mắt còn lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí, mặc dù hắn cái thân phận này hẳn là không người dám giết hắn, nhưng liên hợp lại xa lánh chèn ép hắn quá đơn giản. Tranh lệch thời gian không nhiều lắm, một đám người tiến vào truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống đi phong sát bí cảnh bên trong. Qua nửa canh giờ, Hà Dương trong tay Ngọc Phù sáng lên, hắn hưng phấn vung tay lên nói tốt, có thể mở ra truyền tống trận. Nơi này truyền tống trận là cỡ nhỏ, một lần chỉ có thể truyền tống mấy chục người, phong giới bản thổ công tử tiểu thư rất hiểu chuyện không có lần thứ nhất truyền tống, đem cơ hội nhường cho thiên giới công tử nhà giàu. Giang giật nghĩ nghĩ, không có lựa chọn lần thứ nhất truyền tống, để cuồng chiến viêm phù đao mẫn các nàng đi vào trước. Hà Dương đi theo cuồng chiến bọn hắn đi, tại Hà Dương trong lòng cuồng chiến cùng viêm phù tự nhiên so kha kiếm trọng yếu rất nhiều, dù sao cũng là hai vị đại đế trực hệ tử đệ, Kha Kiếm còn không phải lân hậu hậu đại. Đám người truyền tống sau khi đi, Giang Giật lúc này mới mang theo Phượng Nghệ Uể Oải đi vào truyền tống trận, hắn căn bản không sợ cuồng chiến bọn hắn đem hỏa long kiếm tàn kiện cướp đi. Dù sao phong sát bí cảnh mở ra ít nhất có mấy ngàn lần, kia tàn kiện còn tại bên trong, cái này chứng minh người bình thường khẳng định không chiếm được, hắn lại có thể tại si hồng chỉ dẫn hạ nhẹ nhõm thu hoạch, sớm một chút đi muộn điểm tới cũng không quan hệ. Có một đám phong giới đại gia tộc tử đệ đi theo Giang Giật cùng một chỗ truyền tống, Giang Giật không có cùng mọi người quá nhiều hàn huyên, trực tiếp để cho người ta mở ra truyền tống trận. Ông, một trận bạch quang hiện lên, lần này vẻn vẹn truyền tống hơn một canh giờ, Giang Giật bọn người ra một cái trong truyền tống trận. Đây là một cái sơn cốc nhỏ bên trong, sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu hẻm núi thông hướng phía trước. Giang Giật trước tiên nhô ra thần thức, khóe miệng có chút co lại, bởi vì nơi này thần thức thế mà bị hạn chế, thần trí của hắn cường độ đều chỉ có thể dò xét mấy ngàn trượng khoảng cách. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi, mau rời khỏi hẻm núi, hướng phương Bắc đi, cái kia tàn kiện tại phương Bắc. Si hồng thanh âm vang lên trong đầu, giang giật tinh thần đại chấn, có si hồng tại cái này tàn kiện quá dễ tìm, căn bản không uổng phí thổi chi lực A. Nếu như không có si hồng, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm toàn bộ tất cả tàn kiện. Cũng tỉ như cái này tàn kiện hắn không có việc gì làm sao lại đến phong giới coi như tới, hắn chắc chắn sẽ không tiến vào cái này bí cảnh đi hắn hướng phượng nghê vẫy vẫy tay mang theo phượng nghê hướng phía trước chạy như điên hắn áp chế cảnh giới phượng nghê cũng áp chế hai người mặt ngoài đều là phong vương cấp thực lực tốc độ đều không nhanh nhưng so với phong giới công tử tiểu thư liền nhanh hơn nhiều khoảng cách thoáng cái tựu kéo ra viêm phù cuồng chiến bọn hắn đã vào đây có hơn một canh giờ giang giật mang theo phượng nghê chạy hết tốc lực một trận cũng không có phát hiện phía trước có người Nội tâm của hắn âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần đạt được tàn kiện, hắn sẽ lập tức rời đi cái này bí cảnh, rời đi phong giới, hắn không muốn cùng đám này công tử tiểu thư có bất kỳ dây dưa. Vào xa hẻm núi về sau, phía trước là một mảnh minh mông vô bờ hoang nguyên, cái này bí cảnh hẳn là rất lớn. Giống như rất nhỏ lời nói, bên trong bảo vật sớm đã bị tìm hết, cuồng chiến bọn hắn còn tới cái này làm gì. Giang giật mang theo phượng nghe một đường thẳng tắp hướng bắc mới bay đi, tốc độ đạt đến hai người có thể biểu lộ ra mức cực hạn, trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì ba độc, si hồng không có truyền âm, giang giật chỉ có thể tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Chủ nhân, phía trước có người. Phượng Nghê linh hồn so giang giật mạnh hơn một chút, phi hành sau bốn canh giờ, Phượng Nghê đột nhiên mở miệng nói. Giang giật tốc độ thả chậm, nghĩ nghĩ cùng Phượng Nghê khô tay nói, đi vòng qua. Không vòng qua được đi, Phượng Nghê cười khổ một tiếng nói ra, là cuồng chiến cùng viêm phù, còn có đao ra ba tỉ muội các nàng đã qua đến rồi. Ừ, Giang giật con người lạnh lẽo, thần thức rất nhanh dò xét đến phía trước một đám người bay vụt mà đến, rất nhiều thần thức đã khóa chặt hắn, hắn chỉ có thể lạnh lùng đứng tại chỗ. Hưu, mấy chục người bay tới, cuồng chiến một đôi che lấp con người tại phượng nghe trên thân đảo qua, lập tức khóa chặt Giang giật nói, kha kiếm, cái này mặt phía bắc địa bàn chúng ta bao hết, người đi địa phương khác tầm bảo đi. Bao hết, Giang giật sắc mặt lạnh lẽo, hỏa long kiếm tàn kiện ngay tại phương bắc phương bắc địa bàn bị bọn hắn bao hết hắn vào phong sát bí cảnh tới làm gì hắn cười lạnh mở miệng nói dựa vào cái gì cái này bí cảnh là nhà các ngươi sao bằng lão tử nắm đấm lớn hơn ngươi cuồng chiến không có chút nào khách khí vênh váo hung hăng nói ra nếu ngươi không phục có thể thử một chút nếu có thể tiếp ta mười chiêu bất bại bản công tử thả ngươi đi vào mười chiêu ha ha đao mẫn che miệng ăn một chút cười nói chiến công tử ngươi quá đề cao hắn ta đoán chừng hắn liền ba chiêu đều không tiếp nổi Công dương tiểu thư cũng nói tiếp, tế đoái đạo, mẫn tỷ tỷ, người không nên nói như vậy kiếm công tử A. À. Hắn dù sao là kha gia năm vị thính nhất tên công tử một trong, làm sao có thể ba chiêu đều tiếp không được. Giang giật không có nói tiếp, nghe cuồng chiến đao mẫn công dương tiểu thư kẻ sướng người họa, nội tâm của hắn trần chờ bất định. Cuồng chiến là chỉ là một cái phong vương cấp, theo khí thức bên trên cảm ứng phải cùng ô thiên vương không sai biệt lắm, nếu là lúc trước hắn có thể sẽ còn để ở trong lòng, như hắn thật toàn lực xuất thủ một chiêu liền có thể đập chết. Vấn đề là, hắn không thể ra tay A, à, cuồng chiến cũng không thể giết, nói thế nào đều là cuồng đế hậu đại, giết xảy ra đại sự. Hắn xuất thủ, dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề, không nói bại lộ thân phận, bị người hoài nghi cũng là đại phiền toái. Phượng Nghe đột nhiên truyền âm tới, chủ nhân, ta tới ra tay đi. Thiên giới phong đế cấp yêu tộc có một ít, ta chỉ biểu lộ ra phong vương cấp chiến lực, coi như bọn hắn hoài nghi ta thân phận cũng điều tra không ra cái gì tốt ha, giang giật nhẹ gật đầu xem ra hôm nay không đánh một trận cuồng chiến đau mẫn cũng không sẽ để cho hắn đi vào tầm bảo hắn con ngươi hướng cuồng chiến nhìn lại mở miệng nói cuồng chiến ngươi cùng ta người bạn này chơi một chút đi ngươi có thể trên tay nàng tiếp 10 chiêu chúng ta từ bỏ lần này tầm bảo Xoạt, cuồng chiến bên kia một mảnh xôn xao phượng nghe áp chế thực lực cảm ứng khí tức chỉ là vừa mới đột phá phong vương cấp đồng dạng cuồng chiến một thân là bảo vật giang giật lại còn nói cuồng chiến không tiếp nổi phượng nghe mười chiêu ha 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 cuồng chiến trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ hỏa kích bên ngoài thân một thân màu đen chiến giáp hiển hiện hắn thiên lực vận chuyển trên thân khí tức cuồng bạo mà ra chiến giáp cùng hỏa kích đều phát sáng lên khí tức dọa người lại đều là đạo thiên linh bảo hắn hỏa kích xa xa chỉ một cái giang giật nói kha kiếm là nam nhân cũng đừng làm rùa đen rút đầu để một nữ nhân cùng ta khai chiến là có ý gì xem thường bản công tử tới đi bản công tử để ngươi ba chiêu, ngươi có thế để cho bản công tử lui lại trăm trượng hoặc là tiếp ta mười chiêu, tính ngươi thắng. Ngu xuẩn, Giang giật thầm mắng một tiếng bất phi sở động, ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghê, Phượng Nghê trong tay một cái màu trắng nguyễn kiếm xuất hiện, run rẩy thoáng cái nhuyễn kiếm, nàng khẽ kêu cuồng chiến, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi còn chưa có tư cách để kiếm công tử xuất thủ, trước tiếp ta mấy chiêu lại nói. Hiu, Phượng Nghê trong thân thể yêu lực một thịnh, thân thể mềm mại hóa thành một mảnh phi hồng nhẹ nhàng đi qua. Nguyễn kiếm huyến hóa ra đầy trời kiếm ảnh, trong nháy mắt đó cuồng chiến cảm giác giống như là mấy vạn đầu độc xà hướng hắn biên cuồng cắn tới. Hư, hắn trùng điệp hư một cái, trong tay hỏa kích phía trên phù văn lấp lánh, vô hạn dài ra biến lớn, vung lên một nửa hình tròn đối phượng nghe thân thể hung hăng đánh xuống. Hắn quát lạnh, nho nhỏ yêu tộc cũng dám cản rỡ, vậy thì đừng trách bản công tử là thủ tồi hoa. chương 1841, Ngu Xuân, một cái ngụy đế cấp cùng một cái phong vương cấp khai chiến, cái này rõ ràng là đùa mặc dù phượng nghe đột phá ngụy đế cấp không lâu, nhưng cảnh giới là thực sự ngụy đế cấp, coi như nàng chỉ vận dụng phong vương cấp chiến lực, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. cuồng chiến vừa mới xuất thủ, nàng tựu đã đoán được đối phương công kích quỹ tích cùng cường độ, thân thể nhẹ nhàng phiêu diêu thành công tránh khỏi đối phương cái này một bổ. oanh, cuồng chiến hòa kích trùng điệp bổ vào phía dưới mặt đất, đem đại địa đều bổ ra một đầu hẹp dài khe rãnh, cuốn lên trùng thiên bụi đất. sang giật tại chiến đao bên trên cảm ứng được ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng một kích này rõ ràng dung hợp ba loại bản nguyên áo nghĩa, cuồng chiến chiến lực cũng coi là không tệ. hưu, phượng nghe thân thể như một đạo trong gió phiêu diêu tơ liếu, nhẹ nhõm né qua cuồng chiến mấy lần công kích, chỉ là mấy cái trong trước mắt liền dựa vào tới gần cuồng chiến. nàng cũng không có quá công kích phức tạp, chỉ là nhuyễn kiếm run run, đủ số vạn cái như độc xà đâm về cuồng chiến, cuồng chiến cảm giác bị khóa định, vô luận hướng bên kia tránh né đều sẽ bị đánh trúng. cuối cùng chỉ có thể vung lên hỏa kích hung hăng hướng phượng nghe xoắn đi ý đồ vây ngụy cứu triệu hoặc là ngọc thạch cô phần ầm um, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên cuồng chiến thân thể như phá bao tải thổ huyết bay rất ra ngoài hắn hỏa kích nhưng căn bản không cách nào đánh trúng phượng nghe phượng nghe thân thể như một con lươn cuồng chiến hỏa kích còn không có động nàng đã trải qua rồi uốn éo người tránh né hưu phượng nghe một kiếm đánh bay cuồng chiến về sau cũng không có coi như thôi thân thể như một cái như bóng với hình như hồ điệp lướt tới liên tục không ngừng công kích nương theo một đạo phanh 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 nổ vang, cuồng chiến thân thể lần lượt bay ngược, lần lượt thổ huyết, mặc dù có đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng cả người xương cốt đoán chừng đều bị chấn đoạn. Dù sao Phượng nghe lực lượng phi thường khủng bố, coi như không toàn lực xuất thủ, cuồng chiến cái này cấp bậc căn bản gánh không được. Chiến thiếu, chiến công tử, viêm phù cùng đao ra ba tỷ muội công dương tiểu thư bọn người trợn tròn mắt, các nàng vạn vạn không nghĩ tới kha kiếm công tử bên người một cái tùy tùng thế mà hung hãn như vậy cuồng chiến thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi các nàng thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét đến cuồng chiến hai tay xương cốt đã đoạn mất hỏa kích đều không có cách nào bắt lấy đã sớm không biết ném đến đi nơi nào hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nổi giận lại ngay cả hô đầu hàng khí lực đều không có chỉ có thể lần lượt tiếp nhận phượng nghe như bảo phong vũ công kích tốt giang giật xem không sai biệt lắm nhàn nhạt mở miệng nói phượng nghe nguyễn kiếm trong tay biến mất nhưng một đầu chân thon dài thật cao vung lên một cước đem cuồng chiến cho nện xuống lòng đất lúc này mới yêu nhã phủi tay bay trở về giang giật bên người. Chiến thiếu, cuồng chiến mang theo hai cái phong vương cấp thủ hạ bay đi, đem cuồng chiến đều lòng đất móc ra, luống cuống tay chân cho hắn chữa thương. Chư vị, ta có thể đi bên này tầm bảo sao. Giang giật nhàn nhạt quét mọi người một chút, gặp viêm phù bọn người mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn lười nhác cùng đám này hoàn khố công tử tiểu thư dài dòng, mang theo phượng nghe hướng bắc mới bay đi, không còn có xem cuồng chiến viêm phù đau mẫn một chút. Ba ba ba, Giang giật mặc dù một câu không có nhiều lời, nhưng mọi người đều cảm giác trên mặt một trận lửa nóng đau, cũng cảm giác bị Giang giật im ắng đều đánh mặt. Hắn đều không có xuất thủ, chỉ là phái một cái yêu tộc vì tùng ra thế mà tự nhẹ nhóm hành hạ cuồng chiến, để cuồng chiến đều không có sức hoàn thủ. Trọng yếu nhất chính là mọi người bao quát cuồng chiến cũng không biết là tại sao thua, Phượng Nghê cũng không có biểu lộ quá mạnh chiến lực, càng không có phóng thích quá mạnh pháp tắc thần thông, chỉ đơn giản như vậy công kích, nhẹ nhõm hoàn ngược cuồng chiến. Phốc, cuồng chiến bị hai cái phong vương cấp chữa thương một lát, hắn phun ra một cái tụ huyết, đầy mắt đoán độc gào thét, kha kiếm, ngươi cho ra trở lấy, không báo mối thủ ngày hôm nay, ra tụ không họ cuồng. Cuồng chiến thanh âm dùng thiên lực dao động, truyền khắp phương viên vạn lý, sang giật còn không có bay xa nghe được rõ ràng, hắn thân thể ở giữa không chung dừng một chút, vẫn là nhịn không được, dùng thiên lực dao động truyền tới hai chữ, ngốc. Bước, phốc, Cuồng chiến giận giữ công tâm, một cái lão huyết phun ra, trực tiếp ngất đi. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không quá kiêu căng vạn nhất đám này công tử tiểu thư đi điều tra thân phận của ngươi, có thể hay không bại lộ. Giang giật cùng Phượng Nghê tiếp tục hướng phương Bắc cuồng bay, Phượng Nghê có chút lo lắng truyền âm hỏi. Dù sao Kha kiếm chiến tử tin tức này Kha ra mặc dù che giấu đi, nhưng giống như Kha ra lâu đài có các gia tộc gian tế, vẫn là rất dễ dàng tìm hiểu ra. Giang giật trước đó cùng Thanh Linh quan hệ không tệ, bên người lại thêm một cái cường giả yêu tộc, thoáng cái liền sẽ bị người hữu tâm hoài nghi, đến lúc đó đao lãnh tới hơi tìm tòi, cái gì đều bộc quang. Không có việc gì, Giang giật cũng không có quá để ý, Kha lộng ảnh đã cho hắn Kha kiếm thân phận, khẳng định lại có đến tiếp sau an bài, chỉ ít thời gian ngắn sẽ không lộ ra ánh sáng. Phượng Nghê không hỏi thêm nữa, hai người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, lại phi hành 4 năm cái canh giờ về sau, si hồng truyền âm vang lên, tìm được, ngay ở phía trước bên trong ngọn núi kia, đem sơn phong cấm chế cưỡng ép phá vỡ đi. Tốt, Giang giật đôi mắt quang mang sáng lên, thần thức hướng phía trước một tòa cự đại sơn phong quét tới. Hắn quét một lần sau nhưng không có bất luận phát hiện gì, hắn sửng sốt một chút, đưa tay đánh ra một đạo lưu quang. Oanh, sơn phong kịch chấn, núi đá lăn xuống, Giang giật cùng Phượng Nghê cũng không có cảm ứng được có cấm chế ba động, hết thảy đều cảm giác rất bình thường. Bất quá hai người rất nhanh nội tâm khẽ động, bởi vì hai người phát hiện một vấn đề. Tại Giang giật công kích về sau, mặc dù có núi đá lăn xuống nhưng bị công kích địa phương cũng chưa từng xuất hiện hố sâu giang giật thiên lực công kích phi thường cường đại tùy ý một kích đều có thể ném ra một cái hố sâu hiu 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 giang giật cùng phượng nghê đồng thời xuất thủ hai người không dám toàn lực xuất thủ dù sao bên trong vào đây không ít người nơi này thần thức không cách nào dò xét quá xa vạn nhất phụ cận có người ẩn núp đâu dù sao hai người chiến lực có thể quét ngang tất cả mọi người giang giật cũng không sợ có người tới cướp đoạt tự chậm rãi công kích quả nhiên đang công kích mấy chục luân ngọn núi này mặt ngoài rất nhiều đá vụn đều băng liệt lăn xuống đến trong tầng núi đá nhưng không có bị nện nứt chảy xuống giang giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái dò xét đến núi đá bên trong có nhà nhà cấm chế ba động cái này tàn kiện chẳng lẽ bị cái này phong giết đại đế đoạt được hắn dùng cường đại cấm chế vây ở bên trong ngọn núi này khó trách nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện giang giật âm thầm cảm khái cấm chế này phi thường cường đại coi như hắn cùng phượng nghe toàn lực công kích đoán chừng cũng muốn công kích thật lâu Đương nhiên nếu để cho si hồng cùng thiên phượng đại đế xuất thủ tựu đơn giản nhiều, nhưng bốn phía đều là người, hai vị này vừa xuất hiện vừa ra tay, đoán trừng thanh đế cũng mau tới. Sở dĩ hắn chỉ có thể cùng phượng nghe tiếp tục như vậy khổ bức lần lượt công kích, một chút xíu tiêu hao sơn phong bên trong cấm chế năng lượng. Hy vọng kia cuồng chiến tên ngu xuẩn kia không muốn ở không đi gây sự. Công kích nửa canh giờ, giang giật âm thầm tính toán thoáng cái, phát hiện muốn đem năng lượng hao hết ít nhất phải một ngày thời gian, đây chính là thượng giới thời gian. Thời gian dài như vậy, không bị cuồng chiến bọn hắn dò xét đến, kia là căn bản không thể nào. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá cao cuồng chiến tên hoàn khố tử đệ này ngốc tính, vẻn vẹn qua tiểu nửa ngày thời gian, một đám người trùng trùng điệp điệp bay tới. Ngay từ đầu Giang giật bọn hắn tao ngộ chính là mấy chục người, giờ phút này nhân số lại đạt đến hơn 100 cái, phong vương cấp đạt tới 40 người, đám người này khí thế hùng hổ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Chương 1842, đem Kha kiếm phế đi cuồng chiến thương thế cơ bản tốt dù sao đi qua tiểu đã nửa ngày công tử nhà giàu trên người liệu thương đan dược đều là đỉnh cấp muốn khôi phục một chút vết thương ra thì quá đơn giản hắn cùng viêm phù dẫn một đám người đứng xa xa nhìn giang giật cùng phượng nghê hắn lạnh giọng mở miệng nói người gặp có phần kha kiếm bảo vật này phân chúng ta một nửa như thế nào giang giật dừng lại công kích nhàn nhạt nhìn lướt qua tới khẽ cười nói làm sao muốn ỉ thế hiếp người dùng chúng lăng quả trực tiếp đoạt bảo một đám thiên giới đỉnh cấp công tử tiểu thư, mặt cũng không cần. Giang giật để rất nhiều tiểu thư có chút xấu hổ, cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt, viêm phù cũng có chút xấu hổ. Cuồng chiến vừa rồi mặt đều mất hết, dứt khoát không thèm đếm xỉa, lạnh giọng nói ra, cái gì gọi là ỷ thế hiếp người, cái gì gọi là dùng chúng lăng quả chúng ta lúc nào nói muốn cướp bảo bảo vật này là của nhà người sao trên thực tế. Lần trước phong sát bí cảnh mở ra, nhà ta người liền phát hiện ngọn núi này có vấn đề giống như ngươi không đến mặt phía bắc, người của ngươi không công kích ta, ta đã sớm phá cấm chế. Muốn nói đoạt, là ngươi đoạt chúng ta bảo vật, ha ha ha, Giang giật giận quá mà cười, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, cuồng đế một thế anh danh, làm sao có ngươi dạng này ngu xuẩn hậu đại. Bớt nói nhảm, cuồng đế lạnh giọng nói ra, một câu, phân không phân. Giang giật nhún vai, hỏi ngược lại, giống như không phân thì thế nào các ngươi chuẩn bị quần ẩu sao thật coi chúng ta kha ra không còn cách nào khác. Giang giật lúc nói chuyện, ánh mắt như dao đảo qua mọi người, sát khí trên người vô hạn dâng lên. Sát khí của hắn khủng bố cỡ nào giờ khắc này trong mắt mọi người giang giật tựa như một cái tuyệt thế sát thần, tựa như một cái lấy sát chứng đạo kiêu hùng, để rất nhiều tiểu thư cảm giác hô hấp cũng không thể. Chiến công tử, nếu không coi như xong đi, Hà Dương đi theo cuồng chiến sau lưng, hắn bị giang giật ánh mắt đảo qua về sau, sinh lòng khiếp ý. Trước kia hắn cho rằng Kha Kiếm là Kha Gia chi thứ con em, cũng không có quá để ý, Giờ phút này mới phát hiện cái này chi thứ con em càng như thế lợi hại, có được như thế cường đại khí chàng nhân vật như vậy nếu không chết hiểu, về sau tuyệt đối là kha gia cao tầng, sở dĩ hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tính là gì tính, cuồng chiến đôi mắt chừng một cái, nộ khí đằng đằng nói ra, các nàng tiểu hai cái, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành toàn bộ cùng tiến lên, kha gia trách tội xuống, bản nhân dốc hết sức đảm đương. Thật có lỗi, chiến công tử, kha gia ta đắc tội không tầm thường. Hà Dương cắn răng, quyết định vẫn là không nhúng vào, hắn mang theo mấy cái phong vương cấp nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở phía xa. Phong giới có 10 cái đại gia tộc cũng luống cuống, đi theo Hà Dương rời đi, chỉ còn lại thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư cùng mang theo phong vương cấp hộ vệ. Một đám phế vật, cuồng chiến nổi giận hét lớn một tiếng, ánh mắt tại đao ra ba tỉ muội viêm phù trên thân đảo qua, lạnh giọng nói ra các ngươi cũng sợ tiểu tử này. Đao mẫn bản bị giang giật khí thế chấn nhiếp, giờ phút này bị cuồng chiến một kích, cắn răng nói ra, chê cười, đao mẫn tự mình đến lĩnh giáo kha kiếm công tử cao chiêu. Hưu, nói xong, đao mẫn thân thể mềm mại lướt tới, trong tay xuất hiện một cây quạt, cây quạt bên trên tràn ngập một đạo mùi thơm nồng nặc. Nàng cây quạt đầy trời múa, bắn ra từng đạo thất thải lưu quang, kia lưu quang cũng không có công kích giang giật, mà là hóa thành một đạo đạo hương khí nồng đậm khí lưu, đem giang giật phụ cận mấy trượng không gian bao phủ đi vào. Công kích linh hồn, giang giật đôi mắt có chút mê say, hắn có thể cảm nhận được những cái kia dị hương khí lưu, hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị tràn vào hắn linh hồn bên trong, bắt đầu xâm nhập linh hồn của hắn. Hắn không có khống chế chữ tiểu triện ký tự ra, con mắt trở nên bắt đầu mông lung. Đao mẫn xem xét con mắt tỏa sáng, màu hồng phấn cây quà thu nạp, đột nhiên đối giang giật đầu đập tới. Phượng nghe rời đi giang giật không xa, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, bất quá nàng nhưng không có ra tay giúp giang giật. Bởi vì nàng phi thường tinh tường giang giật linh hồn cường độ đã nhưng so sánh ngụy đế cấp, điểm ấy công kích linh hồn đối với hắn mà nói không tính là gì. Hừ, đao mẫn cây quạt bên trên lục đỏ hai loại quang mang lấp lánh, cái này cây quạt rõ ràng không phải phàm phẩm, mang theo dọa người khí tức đối giang giật chán hung hăng nện xuống. Ông, vào thời khắc này, giang giật đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hắn không có phóng thích bất luận cái gì thần thông pháp tắc, chỉ là nâng lên một cái tay nhẹ nhàng vỗ tới. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ánh mắt của mọi người đều bị cái bàn tay này hấp dẫn, đều có thể thấy rõ ràng giang giật đại thủ hung hăng đập vào đao mẫn trên mặt, đem nàng gương mặt xinh đẹp đánh cho biến hình, tiếp lấy nửa bên mặt xương cốt đánh nứt, thân thể như phá bao tải lăn lộn đập bay ra ngoài. Tê tê, rất nhiều người bản năng hít một hơi lãnh khí, một tát này tốc độ quá nhanh, đánh cho quá độc ác, đao mẫn cái này như hoa như ngọc mặt sợ là muốn hủy khuôn mặt A. À. Mặc dù nàng có đỉnh cấp thuốc chữa thương, nhưng ở nhiều như vậy công tử tiểu thư bị đánh được sủng ái biến hình, sợ là cái này đều sẽ trở thành thiên giới công tử tiểu thư chê cười. ầm, um, đao mẫn thân thể hung hăng nện ở nơi xa trên một ngọn núi, còn bị bắn ngược trở về. Nàng bị nện đến đầu choáng váng hoa mắt, trên mặt đất lộn vài vòng, cuối cùng lặn đi vào một đầu trong hốc núi. A, 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 trong hốc núi đều là tanh hôi bùn nhão, đao mẫn rất nhanh từ bên trong bắn ra, nàng một thân đều là bùn nhão, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, nửa bên mặt xương cùng đầu heo, hoàn toàn không có trước kia tuyệt đỉnh tiểu thư hình tượng. Nàng tựa hồ bị tức điên rồi, cái gì đều không quan tâm hướng giang giật bay đi, mơ hồ không rõ giận dữ hết, kha kiếm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tiện nhân, giang giật nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, trên thân kia nồng đậm sát khí tràn ngập mà đi, bao phủ đau mẫn, hắn lạnh giọng nói ra, còn dám nổi điên, có tin ta hay không đem ngươi ruột móc ra. Giang giật lần này là thả ra toàn bộ sát khí, sát khí của hắn khủng bố đến mức nào đau mẫn một cái nũng nịu đại tiểu thư lúc nào bị khủng bố như thế sát khí bao phủ qua. Tăng thêm giang giật hung lệ như ngàn vạn năm hỗn độn thú ánh mắt, cùng hung tàn lời nói, đau mẫn đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể lại bỗng nhiên ngay tại chỗ, một bước cũng không dám tiến lên. Ách, toàn trường động dung, bị giang giật sát khí trên người hù dọa, viêm phù cùng công dương tiểu thư đám người nội tâm kinh nghi không thôi. Kha ra cái này thanh danh không hiển hách chi thứ công tử lại có chiến lực như vậy cùng khí thế bực này nhân vật để bọn hắn đều cảm thấy không bằng, nhưng so sánh cái kia chết đi đao phong, còn có viêm ra cuồng ra đệ nhất công tử. Đã có chiến lực như vậy và khí tràng, vì sao trước đó như vậy bừa bãi vô danh? Mọi người ngược lại là không có hoài nghi giang giật thân phận, chỉ là cho rằng Kha lộng ảnh quá trói mắt, sở dĩ che khuất Kha kiếm quang mang cùng danh khí. Cuồng chiến cùng viêm phù liếc nhau, trong hai người lòng có ta bồn trồn hai người là hai nhà trực hệ công tử không sai, nhưng hai người đều tin tưởng tại cuồng đế viêm đế trong mắt, hai người chỉ là không thành tài ăn chơi thiếu gia. Mà Kha kiếm chiến lực như vậy và khí chàng khẳng định bị lân hậu cùng Kha ra coi trọng, hôm nay một cái không tốt, hai người coi như tìm về chàng tử cũng sẽ bị gia tộc trọng phạt. Liêu mạng, cuối cùng, mặt mũi chiến thắng lý trí, Kha kiếm cùng thân phận của hai người cách biệt quá xa. Như hôm nay trận này tử không tìm trở về, về sau bọn hắn tại thiên giới cũng đừng hòng lăn lộn hai người liếc nhau, cuồng chiến quát lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ, xảy ra chuyện ta dốc hết sức đảm đương. Vù vù, cuồng chiến cùng viêm phù đồng thời bắn tới, hai nhà hộ vệ không có biện pháp chỉ có thể đi theo phóng đi, đau mẫn giật mình tỉnh lại đi theo khẽ kêu, cùng một chỗ động thủ, đem kha kiếm phế đi. chương 1843, toàn bộ đánh cho tàn phế. Hơn 40 người, phòng vương cấp đạt tới 20 cái, giang giật nhưng căn bản chướng mắt, cũng không hề động thủ tâm tư, hắn thân thể hướng về sau mặt thối lui, hướng Phượng Nghê vung tay lên nói, toàn bộ đánh cho tàn phế. Được rồi, Phượng Nghê thân thể phiêu diêu mà đi, như một đạo theo gió phiêu diêu tơ liếu, hướng bên kia vào tới mấy chục người đối sông mà đi. Ngụy đế cấp cùng phong vương cấp tranh lệch một cảnh giới, thực lực nhưng khác biệt thiên địa, tại Phượng Nghê trong mắt đám người này cùng sâu kiến không có khác nhau, nhẹ nhóm có thể toàn bộ đùa tàn. Hưu, Giang giật thân thể lui nhanh mà đi, đã tới này tòa đỉnh núi phụ cận, đưa tay đánh ra đạo đạo thiên lực, còn không thèm chú ý bên này chiến đấu tiếp tục bắt đầu công kích Sơn Phong cấm chế. Dầm dầm dầm, cuồng chiến bọn người giận dữ không thôi, toàn bộ thả ra công kích từ xa hướng vào tới Phượng Nghê đập tới. Phượng Nghê yểu điệu thân thể như một cái nhẹ nhàng nhảy múa như hồ điệp, tại nộ hải sóng lớn bên trong bay tới bay lui, thế mà thành công tránh khỏi đại bộ phận công kích, còn lại một phần nhỏ công kích bị nàng nhẹ nhõm đánh ra từng cái đại thủ trưởng yên diệt. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhẹ nhõm vọt vào trong một đám người, nàng cái kia thanh nguyễn kiếm ra trong tay ngọc như như độc xà hướng phía trước xoắn đi, nương theo lấy từng đạo trầm muộn nổ vang, mấy thân ảnh thoáng cái tự bị đập bay ra ngoài, chợt không tưởng nổi. Nàng vẫn là không có phóng thích quá cường đại thần thông pháp tắc bí thuật, chỉ bằng mượn cảnh giới chi tranh lệch, bằng vào siêu cường sức phán đoán lực phản ứng đánh bay đối thủ. Nàng tựa như một cái thiên thần đối đầu một đám phàm nhân, coi như không phóng thích thiên thần thực lực, một đám phàm nhân có thể là đối thủ của nàng có thể thương tổn được nàng, Ông, bất quá đến đằng sau, Phượng Nghê vẫn là không dám chủ quan, bởi vì viêm phù cùng viêm gia nhân hỏa hệ áo nghĩa quá bá đạo, cuồng ra một cường giả chiến lực cũng có thể so mị ảnh vương bọn hắn, còn có một loại rất đặc biệt áo nghĩa. Sở dĩ Phượng Nghê thả ra thiên phượng nhất tộc độc môn tuyệt kỹ, một loại rất thần kỳ công kích linh hồn, trong mắt nàng sáng lên đạo đạo bạch quang, mỗi lần bị nàng bạch quang đánh chúng người đều sẽ trúng chiêu. Mặc dù có người hội mê hoặc mấy hơi thời gian, có người sẽ chỉ mê hoặc một hơi thời gian, nhưng đầy đủ phượng nghe thong dòng ứng chiến. Phanh 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 phanh, phượng nghe như một cái vô kiên bất tồi mũi tên nhọn xông vào mấy chục người bên trong, nàng một đường đột tiến người của hai bên không ngừng bị đập bay ra ngoài, trên người có đạo thiên linh bảo nguyên thủy linh bảo sẽ chỉ thổ huyết bay ngược, nếu như không có cường đại hộ thân bảo vật vậy liền tương đối thảm rồi, trên thân sẽ xuất hiện mấy cái huyết động, trước ngực xương sườn hội toàn bộ đứt gãy. Cũng may, Giang giật cho Phượng nghe mệnh lệnh chỉ là toàn bộ đánh cho tàn phế, cũng không có nói giết chết hoặc là phế bỏ, nếu không cái này mấy hơi thời gian ít nhất bị Phượng Nghê giết mười mấy người. Thu phong tảo lạc diệp, Phượng Nghê biêu hãn để một đám người trợn tròn mắt, nguyên bản cuồng chiến cùng viêm phù coi là tất cả mọi người là phong vương cấp có thể mạnh đến mức nào bên này nhiều người như vậy nhẹ nhõm có thể đùa tàn kha kiếm hai người, lại không nghĩ rằng kha ra cái này không lộ ra trước mắt người đời công tử cũng không hề động thủ chỉ là phái cái hạ nhân tựu nhẹ nhõm hoàn ngược các nàng. Giang giật nói là bằng hiếu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Phượng Nghê là giang giật người hầu. Theo Phượng Nghê cùng Giang Giật Thế đứng đó có thể thấy được, Phượng Nghê từ đầu đến cuối không có cùng Giang Giật đứng chung một chỗ, mà là lui lại nửa bước, đây là chủ tớ ở giữa quy củ. Thế không thể đỡ, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, mấy chục người toàn bộ bị đập bay, hơn 10 người thụ thương không có sức chiến đấu, đao ra ba tỉ muội công dương tiểu thư, đều không có may mắn thoát khỏi. Phượng Nghê cũng sẽ không thương hương thiết ngọc, Giang Giật ra lệnh toàn bộ đánh cho tàn phế, Phượng Nghê như thế nào lại lưu thủ. Toàn trường duy nhất bình an liền là cái kia Lý Duệ tiểu thư, bởi vì nàng nói nàng ra ra là lân hậu quân thượng tướng quân, giang giật cố ý truyền âm để Phượng Nghê thủ hạ lưu tình. Phượng Nghê coi thường ngốc đứng tại giữa không trung Lý Duệ, đưa nàng một tên hộ vệ cho đập bay ra ngoài. Đánh bay một vòng về sau, Phượng Nghê không có dừng tay thân thể mềm mại như một cái nhẹ nhàng nhảy múa Phượng Hoàng, hướng những cái kia còn có sức chiến đấu cường giả phóng đi. Trong mắt bạch quang lóe lên, để bọn hắn linh hồn yên lặng, tiếp lấy liên miên không dứt công kích, thẳng đến đem bọn hắn nện đến cả người xương cốt đứt gãy mới bỏ qua. Số nữ nhân, người dám đả thương ta, đao ra một cái tiểu thư đao lung, trên người có nguyên thủy linh bảo, không có bị đâm xuyên thân thể, lại bị phượng nghe một kiếm đánh gãy mấy cây xương cốt, nàng giận tím mặt gào thét không ngừng, người một cái nho nhỏ yêu tộc dám ở chúng ta thiên hồng giới làm càn, bản tiểu thư định để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Phượng nghe bản không có ý định tiếp tục công kích đao lung, nghe xong lời này lập tức nổi giận, nàng thân thể nhất chuyển như một thanh lợi kiếm vào tới, nguyễn kiếm múa, đầy trời kiếm ảnh như từng đầu như độc xà vào tới, đem đao lung thấy choáng. Nàng vừa mới chuẩn bị công kích, phượng nghe trong mắt sáng lên đao lung không động được, phượng nghe hung hăng đánh mấy chục kiếm, đem đao lung cả người xương cốt đều cho đánh gãy, quay đầu còn nâng lên đùi ngọc một chân đem đao lung cho nện xuống mặt đất. Đao ra tiểu thư người ở bên ngoài nhìn, kia là cao cao tại thượng kim chi ngọc diệp, là vô số công tử trong lòng nữ thần nhưng ở phượng nghe trong mắt cái rắm cũng không bằng giang giật đã có thể đem đao mẫn cho đánh thành đầu heo nàng tự dám đem đao lung cho nện đến bán thân bất loại tam muội đao lung bị đánh đến thảm như vậy đao linh liều mạng, điên cuồng bay vụt mà tới hạ trang không cần phải nói phượng nghe lòng giả ác độc tại thiên yêu giới đã được chứng minh qua nàng liền vài tỷ yêu tộc sinh tử nói mặc kệ tựu mặc kệ chớ nói chi là một cái nhân tộc tiểu thư oanh đao linh cả người xương cốt đồng dạng bị chấn đoạn bị nện xuống dưới đập xuống địa điểm cùng đao lung một vị trí hai tỷ muội xem như khó khăn tỷ khó khăn muội. A, à, công dương tiểu thư sợ, nàng vừa rồi chỉ là bị đánh bay, thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Xem xét tình huống cái này Phượng nghe hoàn toàn là một cái nữ ma đầu A, à, dọa đến vội vàng hướng nơi xa bay đi. Hưu, Phượng Nghê hoàn toàn chấp hành giang giật mệnh lệnh, công dương tiểu thư không trốn còn tốt, vừa trốn lập tức bị nàng khóa chặt. Phượng Nghê tốc độ tăng nhanh một tia, nhẹ nhóm liền đem công dương tiểu thư đuổi theo, cái sau ngược lại là thật thông minh, không đợi Phượng nghe công kích trực tiếp mắt nhắm lại chính mình rơi xuống, giả bộ mất đi. Hừ, Phượng Nghê cỡ nào thông minh, liếc thấy phá công dương tiểu thư mánh khóe, nàng một đầu thon dài đôi chân dài hung hăng đánh xuống, đem công dương tiểu thư nện vào dưới mặt đất, đồng thời nguyễn kiếm trong tay bắn ra một đạo yêu lực công kích đưa nàng xương cốt đánh gãy hơn phân nửa, tiên huyết tuôn trào ra, rất nhanh mắt nhắm lại, lần này là thật ngất đi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, còn lại mấy cái nũng nhiều tiểu thư là triệt để sợ, toàn bộ bay xuống ngồi xổm trên mặt đất hô to không thôi, Phượng Nghê không để ý tới những người này, hướng viêm phù bọn người truy sát mà đi, tiếp tục chấp hành giang giật mệnh lệnh. Viêm phù nhìn thấy Phượng Nghê đuổi theo, cắn răng hướng xa xa giang giật nhìn lại, quát khẽ, kha kiếm, để ngươi bằng hữu dừng tay đi, lần này coi như chúng ta bại, chúng ta nhận thua. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, giang giật còn tại công kích sơn phong cấm chế, nghe được viêm phù hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn một cái viêm phù nói, người nói không sai, bất quá vừa rồi các ngươi động thủ chuẩn bị đem chúng ta phế đi thời điểm, làm sao không nghĩ lưu một tuyến đâu đã sợ ngày sau không tốt gặp nhau, về sau đã không thấy tâm hơi a à nghê nha đầu. Đem toàn bộ xương người đầu cắt ngang, một cái đều khác đừng buông tha. chương 1844, ai bảo ai làm người. Chiến đấu tại ba nén hương sau triệt để kết thúc, toàn bộ xương người đầu đều bị đánh gãy, sau đó bị phượng nghê sách theo ném ra bên ngoài trăm dặm. Lần này mặc dù rất nhiều gia tộc đệ nhất công tử tiểu thư không đến, nhưng cũng tụ tập 10 cái đại gia tộc thành danh công tử tiểu thư, Giang giật lần này là xem như triệt để đắc tội những người này. Giang giật không quan trọng, dù sao thật kha kiếm đã chết, chờ hắn đem ba cái tàn kiện tìm tới, hắn hội thay cái thân phận, hoặc là hồi trở lại thiên yêu giới đi. Lại không thể cùng y phiêu phiêu nhận nhau, cũng không thể hồi trở lại địa giới, lưu tại thiên giới còn dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc kệ, trước tiên đem ba cái tàn kiện toàn bộ tìm tới lại nói. Giang giật lắc đầu tiếp tục công kích Sơn Phong cấm chế, Phượng Nghi nhẹ nhàng trở về, có chút lo lắng nói ra, công tử, lần này là không phải quá độc ác. Hung ác cái gì, Giang giật lạnh lùng hư một cái nói, không đem bọn hắn đánh cho tàn phế, bọn hắn liền sẽ đem chúng ta đánh cho tàn phế. Yên tâm đi, đại gia tộc công tử tiểu thư ở giữa thường xuyên trong hội đấu, chỉ cần không ra mạng người các gia tộc cao tầng sẽ không quản. Hậu bối đánh nhau giống như lão đầu tử ra hỗ trợ, vậy sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo, kha gia cũng có lão gia hỏa. Ừ, ừm ưm. Phượng Nghê nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, lão gia hỏa không ra, thế hệ tuổi trẻ Phượng Nghê thật đúng là không để trong lòng. Chỉ cần không đến ngụy đế cấp, hai người cũng không cần toàn lực xuất thủ, thân phận sẽ không lộ ra ánh sáng. Hai người tiếp tục an tâm công kích cấm chế, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng bốn phía ba động, thần thức cực lực dò xét. Không ra ngoài dữ liệu của hắn, phụ cận có mấy cái trinh sát một mực ẩn núp, cũng không biết là Hà Dương vẫn là cuồng chiến viêm phù nằm vùng trinh sát hắn suy nghĩ một chút vẫn là không đi quản những này trinh sát, dù sao cuồng chiến bọn hắn cũng sẽ không đi mời bọn họ ra tộc ngụy đế cấp, đoán chừng đưa tin trở về cũng không mời nổi, đã như vậy hắn có gì e ngại. Hắn cùng Phượng Nghê không ngừng công kích, tăng nhanh một tia tốc độ công kích, công kích nửa ngày sau, cấm chế quang mang trở nên phi thường mở đi. Giang giật cùng Phượng nghe nội tâm trở nên lửa nóng, nhìn xem bộ dáng hẳn là nhiều nhất một hai canh giờ, cấm chế này liền sẽ hoàn toàn biến mất, hỏa long kiếm cái thứ năm tàn kiện muốn hiện thế hưu vào thời khắc này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh phía nam bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió bốn thân ảnh bay vụt mà đến giang giật cùng phượng nghe ánh mắt quét qua hai người mặt đều lạnh xuống Cùng chiến viêm phù đao mẫn lại tới lần này ba người bên người nhiều một cái xa lạ cường giả phượng nghe nhìn lướt qua lập tức lạnh giọng truyền âm nói phong giới chúa tể tới đây là hà gia tộc trưởng không cần hỏi phong giới duy nhất một cái ngụy đế cấp Hà Gia muốn tạo phản không thành cuồng chiến cùng viêm phù cho không cần hỏi chỗ tốt gì a à thế mà có thể thuyết phục hắn xuất thủ. Giang giật khẽ trao mày ngừng công kích, mặt không thay đổi nhìn qua bốn người nhanh chóng bay tới. Bốn người đứng tại vạn trượng bên ngoài, cuồng chiến viêm phù đau mẫn không nói gì, không cần hỏi chắp tay nói kiếm công tử, lão hủ hữu lễ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang giật tùy ý chắp tay nói, gì tộc trưởng tốt, có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, không cần hỏi dừng một chút, chắp tay nói tại hạ bị chiến công tử phù công tử mẫn tiểu thư ủy thác tới điều giải thoáng cái ân oán nhìn kiếm công tử không muốn gặp quái a à, điều giải ân oán giang giật cười tủm tỉm nói ra hà đại nhân cho rằng muốn làm sao điều giải đâu không cần hỏi trầm mặc một lát nói ra việc này bất luận đúng sai kiếm công tử phái người xuất thủ đem các nàng xương cốt đều cắt ngang Người việc này tính qua a à cuồng chiến công tử nói bảo vật này là hắn gia tộc phát hiện trước việc này cũng không tốt khảo cứu lão hủ quyền đương làm người hòa giải người đem bảo vật này nhường cho bọn họ việc này như vậy bỏ qua như thế nào ha 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 giang giật giận quá mà cười đưa tay chỉ không cần hỏi cái mũi nói ra không cần hỏi người có phải hay không già nên hồ đồ rồi ngươi nghĩ nịnh bợ đau ra cuồng ra viêm da ta không trách ngươi nhưng ngươi tốt xấu cũng phải đem sự tình biết rõ ràng a à, ngươi thật coi chúng ta kha ra dễ khi dễ đau ra cuồng ra viêm ra ngươi đắc tội không nổi chúng ta kha ra ngươi cũng đắc tội không tầm thường giống như không phục ngươi chi bằng xuất thủ thử một chút Ngụy đế cấp, tại toàn bộ hồng mông thế giới đều xem như đỉnh cấp tồn tại, nếu như là một năm trước Giang giật đối mặt ngụy đế cấp hắn khẳng định không dám loạn tội. Nhưng ở thiên yêu giới dạo qua một vòng, ngụy đế cấp trong lòng hắn cũng không tính đại nhân vật gì, cái này nho nhỏ phong giới đệ nhất cường giả, dám mở mắt nói lời bịa đặt đổi trắng thay đen thì thôi, còn muốn đoạt hỏa long kiếm tàn kiện giang giật làm sao có thể đáp ứng. Giống như trong này là phổ thông bảo vật, liền xem như hồng mông linh bảo, giang giật cũng sẽ không nói cái gì, xoay người rời đi. Hỏa Long kiếm tàn kiện hắn nhất định phải được, đừng nói tàn kiện là si hồng tìm tới, coi như tại không cần hỏi trong tay hắn cũng theo đoạt không lầm, cùng lắm thì xử lý không cần hỏi hồi trở lại thiên yêu giới ẩn núp một đoạn thời gian. Không cần hỏi bị giang giật chỉ vào chỉ vào cái mũi mắng mộng, thật sự là hắn thu viêm phù cùng cuồng chiến đao mẫn chỗ tốt, chỗ tốt này không phải bảo vật mà là ba cái tướng quân vị trí. Viêm phù cuồng chiến đao mẫn cho không cần hỏi một cái cam đoan, để hà ra con em đi thanh đế quân, viêm đế quân cuồng đế quân lĩnh ba cái tướng quân chi vị. Tại tam đại quân đội có thể có ba cái tướng quân vị trí, Hà Gia có thể được đến chỗ tốt phi thường lớn, Hà Gia con em có thể gia nhập tam đại quân đội, sau đó âm thầm đề bạt, dạng này hình thành một tấm to lớn lưới, Hà Gia tại phong giới bá chủ địa vị tựu không gì phá nổi. Tại không cần hỏi trong mắt, Kha Kiếm mặc dù là Kha Gia công tử một trong, nhưng là chi thứ, chi thứ cùng trực hệ thân phận kia tranh lệch thiên địa. Coi như đắc tội Kha Kiếm, Kha Gia có chút bất mãn cũng sẽ không xảy ra đại sự, lúc này mới mặt dạn mày dày ra mặt. Không cần hỏi coi là, hắn nói thế nào đều là ngụy đế cấp, phong giới đệ nhất nhân. Cái này kha ra chi thứ công tử, làm sao đều sẽ cho hắn chút mặt mũi, bị hắn ức hiếp cũng chỉ có thể nhấn nhịn khí thôn âm thanh, nhiều nhất đem việc này hồi báo cho kha ra. Lại không nghĩ rằng giang giật căn bản không phải kha kiếm, mà lại giang giật trực tiếp bão nổi, chỉ vào cái mũi của hắn chửi mẹ, thậm chí càng cùng hắn chiến một trận. Hắn đôi mắt hơi híp có chút vào thối duy cốc, dùng thân phận của hắn xuất thủ đối phó một cái hậu đại khó tránh khỏi cho người ta lên án bị người trong thiên hạ chế nhạo nhưng đã đáp ứng cuồng chiến viêm phù đao mẫn giúp bọn hắn tìm lại mặt mũi cứ như vậy thối lui hai bên đều không được cảm ơn cuối cùng hắn cắn răng quyết định xuất thủ mặt mo mất đi tự vứt đi có thể vì con cháu đời sau mưu vạn thế phúc lợi cái này so với hắn mặt mũi quan trọng hơn hắn lạnh giọng mở miệng nói kiếm công tử lão hủ chỉ là tới điều giải ân oán thôi Ngươi vì sao nhục mạ lão hủ các ngươi kha ra liền là như thế ra giáo sau mời lập tức cùng lão hủ xin lỗi, sau đó rời đi phong giới, nếu không lão hủ chỉ có thể thay nhà ngươi trưởng bối dạy ngươi làm người. Ha ha ha, Giang giật triệt để nổi giận, hắn đời này hận nhất không phải thật sự tiểu nhân, mà là ngụy quân tử, bán mình thanh lâu còn muốn lập trong trắng bài. Hắn thân thể hướng phương bắc bầu trời nổ bắn ra mà lên, giống giận, lão bất tử, ngươi những năm này là sống đến cầu thân lên, còn muốn dạy ta làm người cùng bản công tử đến, nhìn xem ai bảo ai làm người. Nghe nha đầu, nhìn kỹ bảo vật, Giang giật hướng Phượng Nghê nhìn thoáng qua, lạnh lùng bỏ xuống một câu hướng phương Bắc vò tới, ai dám cướp đoạt chúng ta bảo vật, giết chết vô luật mươi 1845, để hắn mất tích một đoạn thời gian. Đã muốn xuất thủ, vậy liền lại có bại lộ thân phận nguy hiểm, Giang giật tự nhiên không thể tại cái này khai chiến. Hắn đem Phượng Nghê lưu lại ý tứ cũng rất rõ ràng, để nàng nhìn xem cuồng chiến đao mẫn các nàng, đừng để các nàng tới gần chiến trường. Ông, Phượng nghe đối với Giang giật mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, nhuyễn kiếm trong tay xuất hiện, nhàn nhạt sát cơ khóa chặt cuồng chiến các nàng, nói rõ nếu là các nàng dám động, nàng sẽ lập tức xuất thủ công kích. Ha ha ha, đã sớm nghe nói kha ra thiên tài như mây, đã kiếm công tử muốn chơi đùa, lão hủ liền bồi ngươi đùa mấy tay. Sự tình đến mức này, không cần hỏi không có cách nào không xuất thủ, hắn thân thể như một cái mãnh thú bay lên không, đi theo giang giật hướng phương bắc vò tới. Giang giật không muốn tại cái này khai chiến, hắn ngược lại là cũng không muốn quá nhiều, coi là Giang giật sợ thua mất mặt, không có người người xem, còn có thể mồm mép cứng rắn thoáng cái. Cuồng chiến đao mẫn viêm phù muốn theo đi quan chiến, dù sao các nàng mời không cần hỏi ra tay, liền là muốn tìm về chàng tử. Giống như có cơ hội thuận tiện xuất thủ hành hạ Giang giật một phen, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng Phượng nghe trên thân khí thế một thịnh, sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm các nàng, lại làm cho các nàng không dám động. Giang giật đã cùng không cần hỏi khai chiến, không cần hỏi luôn không khả năng lại ra tay đối phó hắn thủ hạ A. Lão Hà, cuồng chiến nghĩ nghĩ truyền âm qua nói, đem cái này tạp toái cả người xương cốt đánh cho ta đoạn mất, giống như Kha Gia truy vấn xuống tới, người có thể nói ta bức hiếp người xuất thủ. Không cần hỏi quay đầu nhìn cuồng chiến một chút khẽ gật đầu, chỉ cần không xảy ra án mạng, cắt ngang Giang giật một cái xương cốt cùng cả người xương cốt cũng không có khác nhau. Giang giật tốc độ chậm rãi tăng tốc, lặng yên truyền âm cho si hồng để hắn dò xét phụ cận phải chăng có võ giả ẩn núp si hồng thần thức quá mạnh nơi này cấm chế căn bản là không có cách hạn chế hắn hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái truyền âm cho giang giật nói tiếp tục hướng bắc mới bay đi 10 vạn lý đi tốc chiến tốc thắng hưu giang giật nhanh chóng hướng bắc mới bay đi không cần hỏi theo ở phía sau chậm ung dung cũng không vội thân phận của hắn cùng thực lực tự nhiên không có khả năng xuất thủ trước càng không khả năng đánh lén loại hình Hắn thấy chơi như thế nào đều có thể nhẹ nhõm đem giang giật đùa tàn. Giang giật một câu không nói, một đường hướng bắc mới bay đi, bay bảy tám vạn lý, không cần hỏi hơi không kiên nhẫn, giang giật chẳng lẽ mang theo hắn đến túi giới tốt thừa cơ để phượng nghe đem bảo vật cho lấy. Hắn lạnh giọng mở miệng, kiếm công tử, người đây là muốn mang lão hủ đi cái nào à? Nói nhảm nhiều như vậy, đi theo chính là, giang giật quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, đùa cợt nói ra, giống như người sợ, chính mình lăn ra phong sát bí cảnh chính là. Ngươi, không cần hỏi tức giận đến Zerier cũng bay lên, hắn đôi mắt trở nên lạnh, thân thể đột nhiên ra tốc, trong tay cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì binh khí, tự biến trưởng thành trảo, đối giang giật phía sau lưng chụp tới, hắn lạnh giọng mở miệng nói, "Chiến công tử, ngươi có thể đón lấy lão hủ ba chiêu." Lão hủ lập tức rời khỏi phong sát bí cảnh, quay đầu tự thân lên Lân Sơn thỉnh tội. Không cần hỏi tốc độ thật nhanh, thực lực của hắn cũng không so đao lãnh tranh lệch, nhưng cùng đao nộ so ra tuyệt đối kém một chút, chớ nói chi là đao nô cảm nhận được phía sau tiếng gió cùng nghiêm nghị sát khí giang giật hơi biến sắc mặt đột nhiên quay người trong tay xuất hiện một thanh kiếm nhanh chóng hướng phía sau móng vuốt bổ tới Hừ, không cần hỏi móng vuốt biến thành nắm đấm phía trên khí lưu màu đen lưu chuyển quang mang vạn trượng, lại trực tiếp dùng quyền đầu cứng kháng giang giật binh khí ầm um, giang giật binh khí chỉ là cực phẩm thần khí thôi cùng không cần hỏi nắm đấm đối đầu một quyền tự bị chấn động đến liên tiếp đứt gãy giang giật miệng hồ tê dần thân thể bị kinh khí cường đại cho đánh bay, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Chiêu thứ hai, không cần hỏi ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, thân thể lóe lên nhẹ nhõm đuổi kịp Giang Giật, hắn nâng lên nắm đấm đối Giang Giật ngực hung hăng đập tới. Vào thời khắc này, Giang Giật thân thể bạch quang có chút nhất chuyển, hắn hoảng sợ đôi mắt cũng biến thành băng lãnh. Một nắm đấm đột nhiên vung lên, mang theo phá không tiếng giết cùng tầng tầng bạo liệt vỡ ra không gian, ngạo nghễ không sợ đối không cần hỏi nắm đấm hung hăng đập tới. ầm um, giang giác, một đạo to lớn nổ vang, còn có một đạo thanh thúy tiếng xương gãy, giang giật thân thể lui về sau một trượt, không cần hỏi thân thể lại bị hung hăng đập bay ra ngoài. Một cái tay của hắn cánh tay liên tiếp đứt gãy, tay phải xương cốt đã gần như toàn bộ nát. Giang giật vận dụng huyền hoàng chi lực kích hoạt lên 108 cái khiếu huyệt, lực lượng của hắn nhưng so sánh đao nô, không cần hỏi ngăn không được cũng bình thường. Cái này, cái này, cái này không cần hỏi trong mắt đều là chấn kinh hắn không dám tin tưởng con mắt của mình nhưng hắn tay phải bị phế đây là sống sờ sờ sự thật không phải do hắn không tin đầu óc hắn phi thường chuyển động không nghĩ ra giang giật làm sao có thể một quyền đem hắn cánh tay nện đứt bởi vì giang giật khí tức trên thân chỉ có phong vương cấp không bao giờ hắn không có hướng lực thần quyết bên kia nghĩ dù sao giang giật thân phận là kha gia công tử hắn không nghĩ ra giang giật cũng sẽ không cho hắn thời gian đi suy nghĩ nhiều Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn đuổi sát mà đến, nắm đấm lần nữa mang theo tiếng giết phá không mà đến, không cần hỏi chỉ có thể khống chế thân thể, tay trái xuất hiện một thanh trường kiếm, trước ứng phó giang giật công kích lại nói. Ông, giang giật một cái tay khác thiên hàn châu sáng lên, thiên phượng đại đế đột nhiên xuất hiện. Thiên phượng đại đế trong mắt sáng lên, hai đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt xuất vào không cần hỏi mi tâm, tiếp lấy giang giật nắm đấm hung hăng đập vào không cần hỏi trên đầu. Âm. Um. Thiên phượng đại đế công kích linh hồn khủng bố đến mức nào đây chính là phong đế cấp công kích linh hồn, không cần hỏi căn bản ngăn không được, đôi mắt trong nháy mắt mê mang xuống tới. Giang giật nắm đấm nhẹ nhõm nện ở đầu hắn bên trên, đem hắn đầu đập phá, chấn động đến linh hồn kém chút hỏng mất. Phượng tự, mang theo hắn vào thiên hàn châu bên trong. Giang giật truyền âm một câu, thiên phượng đại đế thân thể bay đi, nâng tiểu kê nắm không cần hỏi cổ, thân thể lóe lên tiến vào thiên hàn châu bên trong. Kết thúc công việc, giang giật phủi tay chiến đấu chỉ là phát sinh mấy hơi thời gian tự kết thúc một cái nho nhỏ ngụy đế cấp trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng nếu không phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện hắn để thiên phượng đại đế ra đem phong sát bí cảnh người toàn bộ đều có thể giết sạch còn có thể không lưu lại nửa điểm vết tích cầm xuống không cần hỏi đây cũng là giang giật suy tính rất nhiều lần mới quyết định sự tình không cần hỏi không thể giết nếu không dung dịch dẫn lên cao tầng chú ý mà không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết Giang giật cũng không phải không cần hỏi đối thủ, vậy cũng chỉ có thể cầm xuống. Để không cần hỏi trước mất tích một đoạn thời gian, chết so mất tích có thể nghiêm trọng nhiều. Loại này cấp bậc cường giả thường thường hội lưu lại linh hồn ngọc giản, không cần hỏi không chết ngọc giản liền sẽ không toái, hà ra người coi như hoài nghi hắn lại như thế nào. Còn như xử trí như thế nào không cần hỏi, Giang giật còn chưa nghĩ ra, dù sao tại thiên hàn châu bên trong, không cần hỏi còn có thể chơi đến qua thiên phượng đại đế. Hưu hắn chậm ung dung đường cũ trở về chờ trở, trở lại này tòa đỉnh núi phụ cận cuồng chiến bọn người trợn tròn mắt giang giật hoàn hảo không chút tổn hại trở về không cần hỏi nhưng không thấy người đây là tình huống như thế nào a à. thời gian ba cái hô hấp bên trong lăn ra tầm mắt của ta bên ngoài giang giật lườm ba người một chút lạnh giọng mở miệng nói nếu không các ngươi chỉ có bỏ lại đi Hưu, chỉ là một hơi thời gian ba người như ba đạo như thiểm điện biến mất ở phía xa chân trời tựa như ba cái nhìn thấy diều hâu thỏ chương 1846, phụ thân ta đi đâu? Oanh, Giang giật cùng Phượng nghe lại công kích sau hai canh giờ, toàn bộ sơn phong bạo liệt, Giang giật cùng Phượng nghe thần thức đồng thời khóa chặt bên trong một cái màu đỏ tiểu kiếm. Hưu, tại đầy trời bắn ra trong đá vụn, một cái màu đỏ tiểu kiếm bay vụt mà lên, cái này tiểu kiếm như có linh hồn, thế mà hướng nơi xa hoảng sợ bay đi, tựa hồ không muốn bị người bắt lấy. Giang giật không có đi truy, mà là đôi mắt nhất chuyển lấy ra hỏa linh châu. Ông, quả nhiên, hỏa linh châu cùng màu đỏ tiểu kiếm đồng thời phát sáng lên, cái kia thanh tiểu kiếm không chạy trốn nữa, ngược lại hướng giang giật bay vụt mà tới. Thân kiếm chuyển đến một đạo kêu khẽ âm thanh, giang giật mơ hồ ở giữa có thể cảm nhận được thanh này tiểu kiếm rất là hưng phấn. Hỏa linh châu quang mang lóe lên hỏa long kiếm xuất hiện, cái kia thanh tiểu kiếm càng thêm hưng phấn, hỏa long kiếm cũng có chút rung động không thôi. Phụ cận trinh sát hẳn là đã sớm lui đi, giang giật vẫn là không dám chủ quan, phất phất tay để phượng nghe bốn phía giò xét một phen, xác định không ai sau hắn mới buông ra hỏa long kiếm. Hưu, hai thanh kiếm đụng thẳng vào nhau, cuối cùng cái kia thanh tiểu kiếm xuất vào hỏa long kiếm bên trong, hai thanh kiếm dung hợp làm một thể. Hỏa long kiếm ngoại hình lần nữa cải biến, thân kiếm nhiều một con rồng văn, trên chuôi kiếm xuất hiện một chút đặc biệt văn lộ, khí tức lại là càng thêm dọa người rồi. Giang giật không cần thử, đều có thể cảm nhận được hỏa long kiếm tuyệt đối nhưng so sánh hồng mông linh bảo. Tốt, Giang giật thân thể bay vụt mà lên, hướng hỏa long kiếm chộp tới, tại tay hắn bắt lấy hỏa long kiếm thời điểm, hỏa long kiếm bên trong từng cái chữ tiểu truyện ký tự bay ra, tràn vào hắn linh hồn bên trong, vô danh thần công tầng thứ bảy công pháp xuất hiện. Giang giật vội vàng đem đem hỏa long kiếm thu vào đi, tự đứng tại giữa không trung, đem công pháp khẩu quyết trước khi chép lại, tiêu hóa một lần. Đi, một nén nhang về sau, Giang giật mở mắt hướng phượng nghe phất phất tay, hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng phong sát bí cảnh lối vào bay đi. Giang giật chuẩn bị rời đi phong sát bí cảnh, trực tiếp truyền tống về thiên giới, hỏa long kiếm tàn kiện tới tay ở tại phong giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. a à, đang bay mấy canh giờ đến bí cảnh cửa vào lúc giang giật lại phát hiện bên trong thung lũng kia rất nhiều người phong vương cấp tựu có năm sáu cái hà dương công tử cũng ở bên trong. hưu hắn cùng phượng nghe liếc nhau trầm mặc lên núi cốc bay đi phượng nghe liếc mấy cái cùng giang giật truyền âm nói đây đều là hà Giang người cái kia tựa như là không cần hỏi nhi tử hà dương phụ thân hà vinh mười mấy người đứng tại trước truyền tống trận mới, trên mặt đều là cấp bách chi sắc. Các loại chờ giang giật bay tới về sau, một cái giải cần khôi ngô nam tử, cũng chính là Hà Dương phụ thân mang theo mọi người nhanh chân đi đến, toàn bộ đối giang giật kho mình hành lễ. Sâu dài nam tử quát khẽ, Hà Vinh tham kiến Kha kiếm công tử. Đứng lên đi, Kha mỗ không chịu nổi, giang giật cười lạnh, nói một câu nói, mang theo phượng nghe coi thường mọi người trực tiếp hướng truyền tống trận bay đi. Hà Vinh cuống lên vội vàng đuổi theo, lần nữa kho người quát khẽ nói ra kiếm công tử chờ chút giang giật đứng tại trong truyền tống trận lạnh giọng quay đầu lại nói chuyện gì hà vinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ cắn răng nói ra kiếm công tử có biết phụ thân ta đi đâu chúng ta thế mà không cách nào đưa tin cho hắn nghe nói hắn cùng kiếm công tử có chút hiểu lầm hiểu lầm giang giật nội tâm nắm chắc xem ra cuồng chiến bọn hắn trở về đem tin tức nói cho hà gia người hà gia lập tức đưa tin cho không cần hỏi mà không cần hỏi tại hắn không gian thần khí bên trong, làm sao có thể đưa tin được sở dĩ hà ra người tự nhiên là cuống lên. Giang giật đều không có cân nhắc, trực tiếp trả lời, phụ thân ngươi đi đâu ta làm sao biết hắn có tay có chân, vẫn là ngụy đế cấp, ta có thể bắt được hắn sao chính mình tìm đi. Ây, hà ra một đám người trợn tròn mắt, đều không thể đưa tin, không cần hỏi khẳng định tiến vào kỳ dị không gian bên trong. Hoặc là rơi vào bí cảnh bên trong cái nào đó trong không gian, hoặc là tụ bị giang giật bắt được, bất quá mọi người cũng không tin tưởng Giang Giật có năng lực như thế. Giống như Giang Giật có cái này chiến lực đã sớm danh dương thiên giới, Kha kiếm danh tự thậm chí đều có thể lực áp Kha lộng ảnh. Kia cái gì, Hà Vinh nghĩ nghĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, kiếm công tử, ra phụ cùng đi với người mặt phía Bắc, lúc ấy chuyện gì xảy ra có thể hay không cáo chi chúng ta, cũng cho ta các loại chờ, xong đi tìm kiếm. Cũng không có xảy ra chuyện gì, Giang Giật trầm ngâm một lát, thuận miệng vì nói ra, lão gia tử nhà ngươi dạy ta một hồi đạo lý làm người, sau đó chính mình bay mất. Ân, hướng bắc mới bay, cụ thể đi đâu ta cũng không biết. Sau khi nói xong, Giang giật hơi không kiên nhẫn hướng thủ hộ truyền tống trận hai cái võ giả nói ra, mở ra truyền tống trận, ta muốn trở về. Lão gia tử nhà ngươi dạy ta làm người, ta cũng phải trở về bẩm báo lân hậu, để nàng lão nhân ra đến dạy hắn làm một chút người. Hai cái thủ vệ truyền tống trận võ giả ánh mắt nhìn về phía Hà Vinh, cái sau cắn răng nói, Hà Dương bồi kiếm công tử về trước đi, hảo hảo chiêu đãi kiếm công tử, tuyệt đối không thể lười biếng. Hà Dương lúng túng đi tới, đi vào truyền tống trận quát khẽ nói, mở ra truyền tống trận. Ông, truyền tống trận mở ra, Hà ra các cường giả lập tức hướng bắc mới bay đi. Lão gia tử mất tích, cái này nhưng làm bọn hắn làm cho sợ hãi, nếu không phải không cần hỏi linh hồn ngọc giản không có vỡ, Hà ra sợ là đã sớm đại loạn. Giang giật cùng Hà Dương truyền tống về phong vân giới, bất quá ngay tại giang giật chuẩn bị truyền tống đi hà ra khống chế lớn nhất giới diện mưa gió giới lại truyền tống về thiên giới lúc hắn ngoài ý muốn phát hiện phong vân thành bên trong truyền tống trận có rất nhiều đều hỏng giờ phút này có từng bảy trận pháp sư ngay tại chữa trị truyền tống trận kiếm công tử thật có lỗi hà dương nhìn thấy giang giật sắc mặt biến lạnh vội vàng chắp tay giải thích nói trước đây không lâu cái này giới diện bị minh giới công kích truyền tống trận bị hủy diệt một chút mời công tử đi trước tòa thành bên trong nghỉ ngơi nhiều nhất ba ngày liền có thể chữa trị tốt. Minh giới, Giang Giật trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này sợ là Hà Gia chính mình hủy đi, a chính là sợ hắn rời đi thôi. Bất quá truyền tống trận hủy đi, Giang Giật cũng không thể tránh được, luôn không khả năng phá vỡ cái này giới diện theo trong hư không đi thôi. Như thế phải bao lâu mới có thể bay đi mưa gió giới? Coi như bay đi mưa gió giới, giống như Hà Gia đem truyền tống đi thiên giới truyền tống trận hủy đi đâu? Tốt, vậy ta liền chờ ba ngày. Giang Giật quét Hà Dương một chút. Khi ánh mắt sắc bén thấy Hà Dương thân thể run lên, Hà Dương vội vàng cung kính mang theo giang giật hướng thành bắc và thành đi đến. Bá bá bá, bởi vì truyền tống trận bị hủy diệt, sở dĩ cuồng chiến các nàng đều ở tại tòa thành trong đám đó. Giang giật vừa mới đi vào tòa thành quần, vô số thần thức tự quét tới, trong một cái đại điện cuồng chiến bọn người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn xem giang giật cùng Phượng Nghê đi tới, mọi người cảm giác giống như là hai tôn sát thần. Nhất là Phượng Nghê thần thức ở trong đại điện đảo qua, đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư bọn người thân thể mềm mại lập tức không ngừng rung động, cảm giác toàn thân bị rót một chậu nước lạnh. Giang giật đi ngang qua mọi người ở lại tòa thành lúc, đột nhiên đến lúc khởi ý, bước chân nhất chuyển hướng tòa thành bên trong đi đến, mang theo phượng nghe trực tiếp đi vào tòa thành đại điện bên trong. Ánh mắt của hắn ở trong đại điện một đám công tử tiểu thư trên mặt đảo qua, cười nhạt một tiếng quay đầu cùng Hà Dương nói ra, Hà công tử, đã tất cả mọi người tại, vừa vặn tụ họp một chút đi, đi làm điểm rượu ngon món ngon, chúng ta bồi chư vị công tử nhà giàu tiểu thư nâng ly một phen. Tốt ha, Hà Dương giờ phút này nào dám đắc tội giang giật, vội vàng phân phó bắt đầu thiết hiến, chuẩn bị các loại mỹ vị rượu ngon. Bên trong ngồi một đám người hai mặt nhìn nhau, lúng túng không thôi. Cuồng chiến mặt đen lên, cắn răng đứng lên nói, các người uống đi, ta thân thể có chút không thoải mái, cáo từ trước. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, ánh mắt híp lại, quét về phía cuồng chiến nói, Ngươi là thật không thoải mái hay là giả không thoải mái có muốn hay không ta đưa ngươi trở về nằm mấy ngày ngồi xuống đi. Hôm nay ai không cho ta kha kiếm mặt mũi, ta tự thay hắn lão tử dạy hắn đạo lý làm người. Toàn trường câm như hến, chương 1847, không tiếc một trận chiến. Cuồng chiến không dám động, Giang giật thả ra nói hắn còn dám đi, sợ là chỉ có thể bị dơ lên trở về. Cuồng chiến cũng không dám động, những người còn lại lại không dám động, một đám người lúng túng ngồi, có loại như ngồi châm đệm cảm giác. Giang giật ánh mắt quét qua, phát hiện vị trí tốt nhất đều bị ngồi. Hắn cũng không thèm để ý, ngay tại bên cạnh cửa chính một cái thanh mộc sau đài ngồi xuống, Phượng Nghê đều không có vị trí ngồi, tự ngồi quỳ chân tại Giang giật sau lưng bồ đoàn bên trên. Giang giật cùng Phượng Nghê ngồi tại dưới nhất thủ vị, những người còn lại càng đứng ngồi không yên, Lý Duệ Tiểu Thư nhìn Giang giật một chút, đứng dậy đỏ mặt nói kiếm công tử, người ngồi ta cái này đi. Không cần, đa tạ Lý Tiểu Thư, Giang giật khoát tay áo, nắm lên một viên linh quả, tự mình lột ra đưa cho sau lưng Phượng nghe nói nghe nhà đầu đến giải giải khát đa tà công tử Phượng Nghê sắc mặt mặc dù được lụa mỏng nhưng một đôi trắng đen rõ ràng trong con người đều là ý cười thấy đau mẫn bọn người nội tâm không biết là tư vị gì Hà Dương rất nhanh an bài xuống người liên tục không ngừng lên các loại mỹ vị món ngon rượu ngon một vò một vò đưa ra mỗi cái thanh mộc trên đài ít nhất thả vài hũ rượu ngon Phượng Nghê đứng dậy cho Giang giật rót rượu hắn dư thanh sàn gỗ từng cái thị nữ cũng đổ bên trên rượu ngon Giang giật bưng một chén rượu lên đứng lên nói, đến, chư vị cùng một chỗ uống chén này. Giang giật đi lên, một đám người vội vàng đi theo đứng lên, đao mẫn lại trầm mặt không có đứng dậy, giang giật con mắt có chút nheo lại hướng đao mẫn nhìn một cái, trong thân thể kia nhàn nhạt sát khí bao phủ tới. Đao mẫn mặt thoáng cái bởi hắc biến thành rõ ràng, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, giang giật nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt hướng mọi người quét tới, một đám người vội vàng một cái đem rượu trong ly toàn bộ uống xong. Khụ khụ. Đào mẫn uống đến qua gấp bị sặc, họ kịch liệt không ngừng, rượu phun thanh mộc trên đài đều là, giang giật nhìn lướt qua đi qua cười ha hả nói, ha ha ha, mẫn tiểu thư, đây chính là ngươi không đúng, người đây là cố ý A à làm phạt 10 chén A. À. 10 chén, đào mẫn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bình thường loại này yến hội đều là các nàng những này đỉnh cấp công tử tiểu thư trêu đùa người khác, thế mà bị người trêu đùa đào mẫn không bao giờ có chút phản ứng không kịp, nàng nhìn thấy giang giật vinh váo hung hăng nhìn chầm chầm nó, bốn chu công tử tiểu thư cũng không có người nào giúp nàng nói chuyện, cắn răng, lạnh giọng nói ra, đã kiếm công tử muốn nô ra quát 10 chén, vậy liền quát 10 chén đi. Kiếm công tử người chiến lực cao cường, người nói cái gì là làm cái đó. Đao mẫn trong lời nói đều là lạnh lùng chế diêu ám phúng, thầm mắng giang giật ỉ thế hiếp người, khi dễ một cái nhược nữ tử. Giang giật bất phi sở động, ánh mắt nhìn về phía đao mẫn bên người một cái thị nữ, thị nữ kia vội vàng cấp đao mẫn rót rượu. Đào mẫn bừng chén rượu lên uống một gấp dưới, một chén tiếp lấy một chén, hào khí vượt mây, bất quá trong lòng có khí quát thời điểm động tác thô cuồng một chút, một chút rượu theo khóe miệng nàng chảy xuống, theo cổ làm ướt nàng trước mặt một mảnh áo bào. Nàng giá người vốn là rất ngạo nhân, giờ phút này ngửa đầu càng lộ vẻ hùng vĩ, bị rượu ướt nhẹp bên trong áo lót đều như ẩn như hiện, rất là mê người. Tốt, 10 chén rượu một hơi uống xong, giang giật quát to một tiếng tốt, những người còn lại lại một cái cũng không dám ồn ào. Giang giật nhìn lướt qua một đám người mới tỉnh ngộ tới, luôn mồm khen hay. Giang giật hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đao linh đao lung nói, các người đại tỷ như thế hào khí, hai người các người tỉ muội không cùng lúc hào khí một cái. Đao linh đao lung ánh mắt lộ ra một tia thầm giận, giang giật đây là khi dễ người khi dễ nghiện khi dễ một cái không sao, ba tỉ muội muốn cùng nhau khi phụ sao. Đao Linh khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉa mai nói ra, kiếm công tử đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ nghĩ qua chén ba chúng ta tỉ muội ý đồ làm loạn sao? Ha ha ha, Giang giật cười to hai tiếng nói, Linh tiểu thư nói đùa, kha mỗ làm sao có thể làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình lại nói, kha mỗ thiên phú dị bẩm ba người các ngươi cũng không đủ, trừ phi tăng thêm công dương tiểu thư. Phốc, Lý Duệ tiểu thư vừa vặn bưng lên một chén nước trái cây uống một ngụm, thoáng cái toàn bộ phun tới, Giang giật phía trước câu nói kia vẫn rất nghiêm chỉnh, đằng sau câu nói kia chuyện nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Mặc dù đao ra ba tỷ muội tại thiên giới là nổi danh con, công dương tiểu thư cũng không phải món hàng tốt, nhưng như thế trường hợp làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy tiểu thư mặt, nói đến lớn như vậy tục không chịu nổi. Đao ra ba tỷ muội sắc mặt thoáng cái đỏ lên, công dương tiểu thư vừa thẹn vừa giận, lại không tốt nổi giận. Cuồng chiến cùng viêm phù liếc nhau thầm giận không thôi, bình thường đùa dỡn danh môn tiểu thư việc này không phải bọn hắn làm sao hai người lại cái dám cũng không dám phóng một cái còn muốn bồi tiếp hưởng cười Đao Mẫn một hơi uống 10 chén rượu có chút cấp trên nàng cũng không cần thiên lực xua tan mùi rượu Mượn Tử kinh nhìn qua Giang giật đùa cợt nói ra kiếm công tử người cũng đừng chỉ nói không luyện a à, ba chúng ta tỉ muội hôm nay không thèm đếm xỉa liền sợ người có hay không lá gan này Đao Mẫn xem ra là bị tức điên rồi thế mà tại như thế trường hợp nói ra như thế không thận trọng người người đều biết đao ra ba tỷ muội không bị kiềm chế cùng cuồng chiến viêm phù đều lên qua giường nhưng đó là tư thông ám khúc bên ngoài chưa bao giờ như thế phóng đãng qua xem ra tại phong sát bí cảnh bên trong giang giật một cái tát kia đem đao mẫn đánh cho não tử không quá bình thường giang giật xuất sinh lùm cỏ chưa từng giống như đám này công tử dạng này mặt ngoài chính nhân quân tử sau lưng nam đạo nữ sướng hắn cũng không sợ nhất dạng này trường hợp ánh mắt tại đao linh đao lung trên mặt đảo qua nhìn thấy hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhưng trong mắt lại có ta khát vọng âm thầm lắc đầu đau này ra ba tỷ muội không chỉ có đáng còn tiện a à. trước đây không lâu mới bị phượng nghe đánh cho tàn phế thế mà đảo mắt liền muốn cùng hắn đi trên giường đại chiến hắn vào cái này đại điện đến vốn là nhàm chán tới chơi đến chia đùa mọi người chút cơn giận trả thù năm đó thanh đế viêm đế cuồng đế truy sát thanh linh mối thù giờ phút này như thế nào lại lui e sợ khóe miệng của hắn hiển hiện nụ cười sán lạn con mắt có chút nheo lại, ánh mắt hướng công dương tiểu thư nhìn lại, mở miệng nói, ta mới vừa nói, ba cái không đủ, giống như công dương tiểu thư không ngại, kha mỗ không tiếc một trận chiến. Ba, công dương tiểu thư triệt để nổi giận, đem trong tay cái chén vừa để xuống, nhìn hầm hầm giang giật nói, kha công tử, mời ngươi tự trọng, công dương còn chưa kết hôn, mời công tử không muốn như thế lãng phí nô ra, công dương cáo từ trước. Công dương tiểu thư đứng dậy đi ra phía ngoài, giang giật mỉm cười lưa đánh, chỉ là đột nhiên truyền âm nói, công dương tiểu thư, ta biết ngươi ở tại đâu, trở về trước tắm rửa, chế chút kha mỗ đi tìm ngươi hảo hảo tâm sự. a à, công dương tiểu thư thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiển hiện hai đóa đỏ ửng ánh mắt hướng giang giật nhìn lướt qua, thế mà mang tới một tia quyến rũ, lập tức vừa thẹn vừa giật, dậm chân một cái chạy như bay. Con, giang giật âm thầm lắc đầu, theo công dương tiểu thư vừa rồi cái ánh mắt kia bên trong, giang giật thấy được rất nhiều tin tức. Cái này công dương tiểu thư mặt ngoài trinh liệt, kỳ thật truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói tốt giang giật đứng dậy ánh mắt quét về phía đao gia ba tỷ muội đồng thời truyền âm cho ba người nói công dương tiểu thư đã đáp ứng chế chút các ngươi đi phòng nàng tắm rửa sạch sẽ chờ ta đi ra muốn sủng hạnh các ngươi bốn người giang giật mang theo phượng nghi nghênh ngang rời đi đao gia ba tỷ muội nhìn qua hắn như kiếm bóng lưng đột nhiên cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt miệng đắng lưỡi khô ba người liếc nhau lại phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều có chút khát vọng ầm um, cuồng chiến cái ly trong tay hung hăng nện ở trên mặt bàn, viêm phù sắc mặt cũng biến thành âm trầm tới cực điểm. Công dương tiểu thư cùng đao ra ba tỉ muội thần sắc bọn hắn nhìn ở trong mắt, sang giật tại phong sát bí cảnh đem toàn bộ người đánh cho tàn phế. Giờ phút này thế mà ỷ thế hiếp người công nhiên muốn đùa bỡn tứ nữ mà công dương tiểu thư cùng đao ra ba tỉ muội mấy cái này tiện nữ nhân lại chuẩn bị ủy khúc cầu toàn. Cái này trong im lặng đem hắn cùng viêm phù làm nhục mất trăm lần A, à. phải biết gần nhất cái này bốn nữ tử đang cùng bọn hắn thân nhau A. À trương 1848, quỳ chết tại cái này. Đao ra ba tỷ muội tại yến hội tàn nửa sau canh giờ, thế mà thật đi công dương tiểu thư gian phòng. Cái này khiến cuồng chiến cùng viêm phù tức giận đến kém chút thổ huyết, nếu không phải truyền tống trận bị hủy diệt, bọn hắn đoán chừng sẽ lập tức rời đi nơi đây. Rất nhiều công tử tiểu thư thầm mắng đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư không biết xấu hổ, bất quá đối với bốn người cách làm các nàng ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì bất luận các nàng làm sao hận kha kiếm, làm sao nhục mà hắn lần này phong sát bí cảnh tầm bảo, Kha Kiếm danh khí sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên giới, trở thành cấp cao nhất công tử một trong. Kha lộng ảnh quang mang phi thường lóa mắt, giờ phút này đều đột phá ngụy đế cấp, vẫn là lân hậu yêu thích nhất tôn nữ, nhưng những công tử này các tiểu thư đều biết một ngoại nhân không biết bí văn. Kha lộng ảnh là một loại hiếm thấy linh thể, tu luyện hội nhanh như vậy, cùng linh thể cũng có nhất định quan hệ. Nhưng loại này linh thể tiên tiên có thiếu hụt, nhất định phải không ngừng cùng nam tử hoàn hảo, Hấp thụ nam tử linh hồn cùng thiên lực mới có thể còn sống, nếu không cảnh giới càng cao tự bảo khả năng càng lớn. Kha Lộng Ảnh là thiên giới công nhận Trinh Tiết Thánh nữ, nàng thấy ngứa mắt nam tử đều chẳng muốn phản ứng. Qua nhiều năm như vậy nghe nói duy nhất coi như để mắt nam tử, chỉ có một cái giang giật. Nàng cũng nhiều lần truyền lời ra, tình nguyện tự bảo, cũng tuyệt không làm oan chính mình. Thiên giới danh môn công tử rất nhiều, nhưng Kha Lộng Ảnh cơ bản đều gặp, đã thời gian dài như vậy nàng đều một cái chướng mắt. Giang giật lại trở thành nhân tộc công địch, giờ phút này tung tích không rõ, kia kha lộng ảnh kết cục trên cơ bản đã chú định, cuối cùng có thể trời ghét hồng nhan, tự bạo mà chết. Lần hậu không có kết hôn, cũng không có hậu nhân, kha lộng ảnh có phụ thân là nàng con nuôi, kha gia hậu đại chính là nàng hậu nhân. Đã kha lộng ảnh cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, như vậy cái này kha kiếm đem rất có chịu có thể thượng vị. Sở dĩ, mặc dù kha kiếm đem mọi người làm nhục một lần lại một lần nhưng kha kiếm thân phận địa vị tầm quan trọng lại tại trong lòng mọi người thẳng tắp tăng lên mấu chốt nhất là kha kiếm lần này biểu hiện ra khí độ khí tràng khí chất để chúng nữ cảm giác rất khác nhau xa xa không phải cuồng chiến viêm phù loại này hoàn khố công tử có thể so sánh nữ tử đều thích phụ thuộc cường đại nam tử đáng phụ đùa nam nhân nhiều giang giật loại này phi thường đặc biệt nam tử đối với các nàng tới nói có trí mạng lực hấp dẫn sở dĩ cứ việc bị hành hạ tại giang giật bá đạo mệnh lệnh dưới đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư không thể không ủy khúc cầu toàn giang giật tự nhiên là nói một chút mà thôi hắn cũng không có hứng thú đi chơi loại này ai cũng có thể làm chồng đáng phục bên người đi theo phượng nghe đều so với các nàng mạnh mẽ mấy trăm lần hắn về tới chính mình ở lại tòa thành sau trực tiếp bế quan để phượng nghe cảm thấy ngoài ý muốn đối giang giật lần nữa lau mắt mà nhìn thời gian cấp bách giang giật nắm chắc mỗi một hơi thở thời gian đi tu luyện bên kia đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư trong phòng đợi tiểu nửa ngày, giang giật thế mà còn chưa tới. Bốn người rất nhanh biết rõ giang giật là nhục nhã các nàng, bốn người thầm giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, thành nội giang giật là vô địch tồn tại. Không cần hỏi đều mất tích ai còn dám trêu chọc giang giật đây không phải là chính mình đi tìm tội bị sao hắn cái kia yêu tộc hầu gái thế nhưng là hung hãn đến không tưởng nổi a à. Truyền tống trận chậm ung um dung tại chứa trị, thời gian trôi qua một ngày về sau, Hà Vinh trở về hắn vừa về đến trực tiếp mang theo một đám hà gia cường giả, tìm tới giang giật tòa thành bên trong. Ta ra công tử tại tu luyện, tổng thể không gặp khách. Phượng Nghê đạt được giang giật mệnh lệnh, không có cho Hà Vinh cùng Hà Dương mặt mũi, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ông, Hà Vinh lại đột nhiên đánh ra một đạo thiên lực đem tòa thành cấm chế cho mở ra, sau đó mang theo một đám hà gia cường giả bịch một tiếng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hà Vinh quát khẽ nói cầu kiếm công tử cho Hà ra một đầu sinh lộ. Cầu kiếm công tử cho Hà ra một đầu sinh lộ một đám hà gia cường giả cùng hà dương cùng một chỗ thật sâu cong xuống cùng một chỗ quát khẽ đạo phượng nghe mày nhân lại cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra một đạo thiên lực nhắc nhở bên trong giang giật ông gian phòng cấm chế quang mang lóe lên đóng lại giang giật thần thức quét ra nhưng rất nhanh cấm chế lần nữa mở ra giang giật không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra càng không có phản ứng ý tứ hà vinh bọn người trợn tròn mắt hắn sửng sốt một lát chỉ có thể tiếp tục cắn răng quỳ phượng nghe nhìn ra ngoài một hồi dứt khoát cũng không nhìn đi vào một căn phòng khác bên trong mở ra cấm chế, để Hà ra một đám người trong đại sảnh quỳ. Thời gian từ từ trôi qua, Hà Vinh dứt khoát không nổi, cứ như vậy một mực quỳ. Bọn hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào, toàn bộ phong sát bí cảnh đều tìm khắp cả, chính là không có tìm tới không cần hỏi. Cái này chỉ có một lời giải thích, không cần hỏi mất tích cùng Giang Giật có quan hệ. Giang Giật là Kha Gia công tử, mà lại việc này ra sao cần hỏi không đúng, Kha Gia nói không chừng còn muốn tìm Hà Gia phiền phức bọn hắn có thể làm sao chỉ có thể ở cái này quỳ, thỉnh cầu Kha Kiếm tha thứ. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, Hà ra 10 cái cường giả tại tòa thành bên trong dòng giã quỳ hai ngày thời gian, đây chính là thượng giới thời gian. Coi như bọn hắn từng cái thực lực cường đại, cũng quỳ đến hai chân đều chết lặng. Giang giật đúng giờ xuất hiện, bởi vì Hà Dương nói qua truyền tống trận chữa trị chỉ cần 3 ngày thời gian. Tại Giang giật đi ra đại sảnh lúc, Phượng Nghe đi theo theo một căn phòng khác đi ra, Giang giật lạnh lùng nhìn qua một đám phong giới đại nhân vật, lạnh giọng nói ra: Các ngươi quỷ gối cái này làm gì? Các ngươi Hà gia lễ, ta có thể không chịu nổi, đứng lên đi. Không, Hà Vinh mặt mũi tràn đầy khóc tang cùng nhau, hai tay thở dài khẩn cầu Kiếm công tử không tha thứ Hà gia chúng ta, chúng ta cả một đời đều không nổi, tự quỷ chết ở nơi này. Kiếm công tử, lần này là Hà gia chúng ta không đúng, người muốn đánh phải phạt cứ mở miệng, chỉ cầu ngươi đem ra phụ đem thả. Chê cười. Giang giật cười lạnh nói, Kha mỗ lúc nào bắt được phụ thân ngươi Hà Vinh ngươi nói chuyện phải chú ý ta, khác đừng thuận miệng nói bậy. Phụ thân ngươi mất tích liên quan ta cái rắm chẳng lẽ nhà ngươi chết một con chó đều muốn ỉ lại trên đầu ta lăn đi, bản công tử phải đi về. Phanh phanh, Hà Vinh đầu trùng điệp hướng sàn nhà dập đầu đi, không ngừng khẩn cầu kiếm công tử, ta sai rồi, ta nói sai bảo, cầu kiếm công tử khai ân. Hà Vinh đều dập đầu, Hà Gia Cường giả toàn bộ đi theo dập đầu, dập đầu đến sàn nhà phanh phanh rung động toàn bộ đại điện đều bị phá hỏng giang giật luôn không khả năng theo mọi người đỉnh đầu bay qua đi hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói lão gia tử nhà ngươi mất tích thật cùng ta không quan hệ hắn hẳn là bị một cái đặc thù cấm chế cho khốn trụ các ngươi an tâm chờ đợi một năm một năm sau hắn tuyệt đối sẽ trở về một năm hà vinh trông mong nhìn qua giang giật não hải chuyển động vài vòng vô cùng đáng thương nói ra nửa năm có thể không ầm um, giang giật nhấc chân đem hà vinh trực tiếp cho đạp bay ra ngoài cả giận nói hà vinh người đây là ý gì cùng ngươi nói lão gia tử nhà ngươi mất tích không có quan hệ gì với ta người đây là không tin tưởng ta tin tưởng tin tưởng ngay trước gia tộc cường giả mặt bị đạp một cước hà vinh không chỉ có không có nổi giận ngược lại cúi đầu khom lưng mặt mũi tràn đầy cười làm lành giang giật hai câu này để hắn cùng hà gia người đều xác định một sự thật không cần hỏi xác thực bị giang giật bắt được giang giật đáp ứng một năm về sau thả không cần hỏi hà gia chúa tể đều bị giang giật cầm xuống Hà Vinh sao có thể có tính khí giang giật muốn đánh muốn giết đều chỉ có thể cười làm lành mặt. Không cần hỏi một khi bị giang giật xử lý, Hà Gia Đem cũng không tiếp tục là phong giới bá chủ, thậm chí còn có thể bị các tộc liên hợp lại công kích, bởi vì không cần hỏi được tội chính là Kha Gia. Tường đồ mọi người đẩy, đây là vĩnh hằng bất biến chí lý. chương 1849, Cuồng Hổ, giang giật nói một năm sau thả không cần hỏi, cũng là cân nhắc đến thời khắc này tại phong giới nguyên nhân vạn nhất hà gia đem truyền tống đi thiên giới truyền tống trận hủy đi hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chẳng lẽ lại đem hà gia người toàn bộ giết thời gian một năm rất dài đến lúc đó thả không cần hỏi cũng không quan hệ rồi một năm về sau có lẽ hắn đều có thể đem y phiêu phiêu y thiền các nàng toàn bộ tiếp vào thiên yêu giới nữa nha hắn âm thầm đáp ứng hà vinh cũng không dám cản trở đường Giang giật mang theo Phượng Nghê mở ra đại môn đi ra phía ngoài, truyền tống trận quả nhiên chữa trị tốt. Giang giật thần thức quét qua, phát hiện cuồng chiến các nàng đều chạy mất dạng hẳn là sớm đều truyền tống về thiên giới mở ra truyền tống trận giang giật lạnh lùng vung tay lên hà vinh theo sau tiến vào truyền tống trận nói kiếm công tử ta đưa ngươi hồi trở lại thiên giới đi thôi giang giật không có cự tuyệt truyền tống trận sáng lên ba người truyền tống về hà gia chủ thành giang giật đều không có nghỉ ngơi trực tiếp tiến vào truyền tống đi cửu dương thành truyền tống trận hà vinh không dám nói gì chỉ có thể cúi người chào thật sâu cung tiến giang giật rời đi phong giới tương đối đặc thù, cũng không có cùng loại hỗn độn hải loại tồn tại này, chỉ có thể cưỡng ép truyền tống đi thiên giới. Lúc ấy kiến tạo cái truyền tống trận này lân hậu còn tự thân xuất động, vận dụng vô thượng thần thông mới kiến tạo thành công. Lần này vẫn như cũ truyền tống thật lâu, trọn vẹn hơn 10 canh giờ, Giang giật cùng Phượng Nghê mới ra cửu dương thành trên quảng trường. Giang giật linh hồn so Phượng Nghê kém một chút, cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, Phượng Nghê thần thức ngược lại là trước tiên dò xét ra ngoài. Ừ, Phượng Nghe cặp kia trắng đen rõ ràng như khói như xương đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, bởi vì nàng trong thành thấy được rất nhiều người quen, cuồng chiến viêm phù đao ra ba tỉ muội công dương tiểu thư thế mà đều tại. Mà lại rõ ràng ở trong thành chờ bọn hắn, kẻ đến không thiện a. À. Giống như chỉ là những người này, Phượng Nghê cũng không để ý, mấu chốt là đám người này vây quanh một người, một cái phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ nam tử. Phượng Nghê nhìn thoáng qua không thể không thừa nhận, cái này nam tử vô luận khí chất khí thế khí chàng tướng mạo, chờ các phương diện đều là tuyệt đỉnh. Người này sợ là nàng thấy qua ưu tú nhất tuổi trẻ nam tử, chỉ nhìn bề ngoài và khí chất, Phượng Nghê đều có chút bản năng tâm động. Giang giật cảm nhận được Phượng Nghê dị dạng, mở mắt theo nhìn sang, nhìn thoáng qua chính hắn nhịn không được thầm than tốt một cái tuyệt thế vô song đẹp nam tử. Cuồng chiến cùng viêm phù cùng một đám công tử tiểu thư ở giữa, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, cái này nam tử tướng mạo phi thường khôi ngô. Mày kiếm, mũi cao, như đao gọt gương mặt, sáng ngời có thần con ngươi, thẳng tắp thân thể mềm mại, hết thảy đều cảm giác giống như là lên trời kiệt tác, giang giật bề ngoài của mình mặc dù bị khốn long thảo cải tiến, nhưng cũng cảm thấy không bằng. Nhất là người này khí chất, tiểu ưng vương khí chất phi thường đặc thù, người này so tiểu ưng vương còn muốn đặc thù. Nếu như nói tiểu ưng vương là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, giang giật là một thanh giấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, công tử này liền là một cái theo kiếm gọt bên trong rút ra một nửa bảo kiếm. Phong mang mà không lộ ra, chính là cái này công tử khí chất và khí trang người này đứng tại một đám người ở giữa đừng nói bị người vây quanh sợ là tụ đứng ở trong góc nhỏ cũng là tiêu điểm thuộc về loại kia nhìn một chút cũng làm người ta rất khó quên người ngụy đế cấp giang giật con mắt hơi híp hắn đối với thiên giới các đại gia tộc tình huống không phải hiểu rất rõ nhưng cũng đã được nghe nói có hai cái tuyệt thế vô song công tử dịu dàng như đàn phong thần như ngọc hai cái này từ là hình dung thiên giới thịnh nhất tên hai cái công tử một cái là viêm gia đệ nhất công tử viêm kỳ một cái là cuồng gia thiếu tộc trường, cuồng hổ. Rất rõ ràng hai cái này tuyệt thế công tử tới một cái, xem khí chất hẳn là cuồng gia thiếu tộc trường, phong thần như ngọc cuồng hổ. Cái này trẻ tuổi công tử mặc một bộ màu trắng cầm bao, bên hông cài lấy một đầu lục sắc đai lưng, giang giật tại đai lưng bên trên thấy được một khối màu trắng ngọc phù, phía trên quả nhiên có một cái cuồng chữ. Công tử trẻ tuổi ánh mắt rất bình tĩnh, trên mặt không có nụ cười, lại cũng không cho giang giật cảm giác rất căm thù, ngược lại không hiểu có loại cảm giác thân thiết hắn xa xa cùng giang giật cách không đối mặt trọn vẹn năm hơi thời gian sau mới nhàn nhạt mở miệng kha kiếm công tử tốt giang giật thu hồi ánh mắt lại tại cuồng chiến viêm phù trên thân đảo qua cười nhạt một cái nói tìm trợ thủ giang giật coi thường hắn công tử trẻ tuổi cũng không có động khí ngược lại nở nụ cười nhìn qua cuồng chiến một cái nói chưa nói tới tìm giúp đỡ hổ vừa vặn chấp hành nhiệm vụ trở về cùng cái này bất thành khí đệ đệ gặp nghe nói hắn bị người khi dễ hổ muốn nhìn một chút là nhân vật bậc nào lại không nghĩ rằng là kha kiếm công tử, bất quá. Người này quả nhiên là cuồng hổ, hắn ý vị thâm trường nhìn Giang giật một chút, tiếp tục nói ra, ta nghe được một cái truyền ngôn, không biết có phải hay không là thật. Nghe nói kha kiếm công tử tại Sơn Hồ bí cảnh xảy ra chút sự tình, xem ra là lời đồn kha kiếm công tử không vẻn vẹn không có nửa điểm sự tình, ngược lại thu vi phóng đại A, còn thu một cái cường đại yêu tộc thủ hạ. Lộp bộp, Giang giật cùng phượng nghe nội tâm đồng thời khẽ động, Cuồng hổ thế mà có thể được đến Kha Kiếm đã chết tin tức bất quá xem ra hắn cũng không phải là rất xác định, chỉ là có chút hoài nghi thôi, dù sao thực lực của hắn còn nhìn không thấu giang giật linh nguyễn thuật. Giang giật trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn ánh mắt nhìn về phía cuồng hổ nói, đa tạ hổ thiếu quan tâm, tại hạ hoàn toàn chính xác kém chút chết trận, may mắn kiếm về một cái mạng thôi. Mặt khác, cái này không phải thủ hạ của ta, chỉ là ta kết giao một cái yêu tộc bằng hữu thôi. Hổ thiếu, giang giật không muốn nói nhảm nhiều, lạnh giọng nói ra, hôm nay người cố ý chờ ta ở đây, có phải hay không muốn giúp cuồng chiến tìm lại mặt mũi muốn làm sao trôi qua ra cái đạo đạo đi, như không có chuyện, tại hạ còn chạy về lân thành đâu. Giống như có thể nói, Giang giật cũng không muốn cùng cuồng hổ khai chiến. Dù sao đó là cái ngụy đế cấp, mà lại cảm ứng khí thức không thể so với đao lãnh tranh lệch quá nhiều. Hắn không triển lộ thực lực tuyệt đối phải bị hành hạ, giống như triển lộ chiến lực thân phận của hắn muốn bại lộ, cuồng hổ không thể giết, cũng không thể bắt sở dĩ giang giật không muốn lập tức trở về thiên yêu giới cùng cuồng hổ khai chiến kết cục chỉ có một cái bị hắn hành hạ ngoan ngoãn bị hắn ra một hơi giang giật trước mặt mọi người trực tiếp đem sự tình làm rõ liền là hy vọng cuồng hổ hội cố kỵ kha ra không vạch mặt khai chiến lý tưởng là tốt đáng tiếc cuồng hổ hôm nay đã đứng ở chỗ này dẫn một đám người chờ hắn nói rõ là muốn thay cuồng ra tranh điểm mặt trở về hắn khẽ mỉm cười nói đệ đệ bị ủy khuất làm ca ca giống như không ra mặt giúp hắn kia có chút không thể nào nói nổi. Bất quá kha kiếm công tử ngươi không có đạt tới ngụy đế cấp, ta toàn lực xuất thủ có chút khi dễ ngươi. Không bằng dạng này ta chỉ vận dụng phong vương cấp chiến lực, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, việc này như vậy bỏ qua như thế nào. Giang giật mặt không biểu tình, trầm mặc không nói, phi thường đau đầu. Cuồng hồ nói chuyện hợp tình hợp lý, hạn chế chiến lực còn định ra ba chiêu ước hẹn. Giống như hắn không xuất chiến, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, kha ra mặt cũng mất đi. Kha lộng ảnh cho hắn một cái thân phận, hắn lại mất đi kha lộng ảnh mặt, cái này có chút xin lỗi nhân ra. Nhưng xuất thủ, chỉ có thể bị hành hạ, trừ phi hắn nghĩ bại lộ thân phận. Vô duyên vô cớ bị người đánh cho gần chết, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, giang giật cảm giác rất biệt khuất. Giống như hắn không có chiến lược mạnh mẽ, kia không gì đáng trách, hắn thiên hàn châu bên trong thế nhưng là còn có cái phong đế cấp nô lệ A. Trong lúc nhất thời, hắn tình thế khó xử, chương 1850, tiện ca ca. Hiu, ngay tại Giang giật trầm mặc thời điểm, nơi xa tòa thành bên trong mười mấy đạo nhân ảnh bắn ra, Giang giật nhìn lướt qua đi qua càng thêm nhức đầu. Tòa thành bên trong bay ra mười cái công tử trẻ tuổi tiểu thư, Giang giật nhận biết hai cái, một cái là Vân Băng, một cái là Mộc Gia Công Tử. Người còn lại đều áo bảo lộng lẫy, khí chất bất phàm, cũng đều là 36 vị thiên vương gia công tử tiểu thư. Đám người này rõ ràng là đến xem náo nhiệt, cũng không nói chuyện tựu xa xa đứng thẳng, ai cũng không giúp, phong giới sự tình hẳn là truyền về thiên giới vân băng các nàng đều rất hạnh hưng phấn muốn nhìn một chút kha gia công tử cùng cuồng gia công tử khai chiến vân băng ánh mắt nhìn về phía giang giật lần nữa có chút hoảng hốt giang giật thần thức lặng yên đảo qua nàng nội tâm càng thêm xác định không thể ra tay vân băng đối với hắn rất quen thuộc xuất thủ rất có thể sẽ bị vân băng khám phá thân phận hắn quyết định nhận sợ hắn chắp tay mở miệng nói không cần đánh hổ thiếu chiến lược của ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều coi như áp chế đến phong vương cấp ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi trực tiếp đập ta ba trường xuất khí được rồi. Xoạt, trên quảng trường rất nhiều cửu dương quân, cũng có rất nhiều võ giả xem náo nhiệt, ít nhất tụ tập mấy vạn người, lập tức vang lên một mảnh xôn sao âm thanh. Giang giật thế mà cứ như vậy nhận sợ liên chiến đều không có chiến tựu nhận thua, kha ra mặt muốn bị hắn mất hết a. À. Trong lịch sử thường xuyên phát sinh hai cái công tử ở giữa chiến đấu, bất luận thực lực mạnh yếu, bất luận thắng thua, một khi công khai khiêu chiến thường thường đối phương đều sẽ nghênh chiến. Coi như thua trí ít cho người ta lên án, giống như không chiến mà sợ, vậy sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo. Cuồng hổ trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới giang giật thế mà nhận sợ hắn thấy giang giật tại phong sát bí cảnh bên trong như vậy như bức, giờ phút này chắc chắn sẽ không sợ, thậm chí cũng sẽ không muốn hắn để ba chiêu, không bao giờ hắn cũng không biết làm sao đáp lời. Nếu như là tình huống bình thường, một bên nhận sợ, cuồng hổ chắc chắn sẽ không lại đuổi theo đánh dù sao mặt mũi tìm trở về bất quá cuồng hổ trầm mặc một chút lần này cũng không có rộng lược ngược lại cười nói ra kha kiếm công tử dạng này làm sao có ý tứ ta cũng hạ không được cái này tay a à. như vậy đi giống như ngươi thực sự cảm thấy không có nắm chắc ta chỉ xuất một chiêu ngươi tiếp ta một chiêu như thế nào một chiêu cuồng hổ đây là đuổi theo muốn chiến giống như gian giật liền một chiêu cũng không dám tiếp vậy khẳng định muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười kha gia thanh danh cũng sẽ quét rác trừ phi kha lộng ảnh quay đầu đi tìm về cái này trang tử giang giật đôi mắt lạnh lẽo cuồng hổ đem hắn đẩy vào tuyệt địa hắn như lại sợ tựu xin lỗi kha lộng ảnh phượng nghe nhìn thấy giang giật như vậy xoắn suýt truyền âm nói công tử nếu không ta thay ngươi xuất thủ đón hắn một chiêu vô dụng giang giật lắc đầu truyền âm nói cuồng hổ nói rõ muốn tìm ta phiền phức người xuất thủ cuồng hổ sẽ không bỏ qua dạng này kha ra mặt ngược lại sẽ ném đến lớn hơn được rồi ta đi đón hắn một chiều đi, dù sao hắn không dám giết ta. Giang giật quyết định, coi như bị nện đến cả người xương cốt vỡ vụn cũng mặc kệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuồng hổ liền muốn mở miệng, đúng lúc này một cái cự đại truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Mọi người nhìn lướt qua, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì cái này truyền tống trận liên tiếp chính là lân thành, kha ra người đến. Kha ra người tới, Giang giật không dám loạn ứng chiến, chờ đợi trong truyền tống trận quang mang thu lại. Đợi chừng nửa canh giờ, trong truyền tống trận hai đạo nhân ảnh mới hiển lộ ra hiện, Giang giật nhìn lướt qua đôi mắt lập tức phát sáng lên. Kha ra tới hai người, một cái tuyệt sắc thiếu nữ, một cái nở nang thiếu phụ, Kha lộng ảnh cùng xương di tới. Kha lộng ảnh linh hồn rất cường đại, nàng vừa ra truyền tống trận con mắt tự mở ra, cặp kia linh động con người bốn phía liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Giang giật trên thân, uyển chuyển cười nói kiếm ca ca tốt. Tiện ca ca, Giang giật nội tâm cười khổ, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười sán lạn nói, lộng ảnh muội muội tới a. À. Ừm đâu, Kha lộng ảnh ngon ngọt cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía cuồng hổ nói, nghe nói cuồng hổ thiếu tộc trưởng mang người tại cái này chắn ngươi, lộng ảnh sao có thể không đến đâu chúng ta Kha ra người cũng không thể để cho người ta khi dễ. Kha lộng ảnh thanh âm phi thường dễ nghe, ngữ khí rất ôn nhu, nhưng trong lời nói đều mang theo một tia cương liệt, ý tứ cũng hết sức rõ ràng cuồng ra đến cái ngụy đế cấp công tử khi dễ Kha kiếm, nàng cái này kha ra thế hệ tuổi trẻ duy nhất ngụy đế cấp, không thể không ra mặt, nàng nói rõ muốn thay thế kha kiếm cùng cuồng hổ một trận chiến. Cuồng hổ sáng ngời có thần con ngươi nhìn thấy kha lộng ảnh sao sáng như tinh thần, nghe được nàng cũng không hề động khí, phi thường có phong độ hướng kha lộng ảnh hành lễ nói, lộng ảnh tiểu thư không nên hiểu lầm, muốn nói khi dễ, là kha kiếm trước khi dễ cuồng chiến các nàng, ta làm cuồng gia thiếu tộc trưởng vừa lúc mà gặp không ra mặt cái này nói không đi thôi. Kha lộng ảnh vuốt vuốt bên tai mái tóc, ôn nhu nói ra cuồng hổ thiếu tộc trưởng ngươi không làm sai lộng ảnh cũng không nhiều lời chúng ta chiến một trận như thế nào bất luận thắng thua việc này như vậy bỏ qua tốt ha, kha lộng ảnh ước chiến cuồng hổ lại đi tìm giang giật phiền phức vậy liền không đúng hắn nhàn nhạt gật đầu nói vậy thì xin lộng ảnh tiểu thư chỉ giáo hưu kha lộng ảnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm chân ngọc một điểm hướng cửa thành bay đi cửu dương thành bên trong không thể động thủ đây chính là cửu dương thiên đế kiến tạo thành trì ai cũng không có lá gan này tại cái này động thủ. Cuồng hổ thân thể bay đi, theo sát phía sau mà đi, vân băng bọn người hưng phấn đuổi theo. Cuồng chiến viêm phù đao ra ba tỷ muội tự nhiên muốn đi xem náo nhiệt, giang giật cũng chỉ có đi theo đại gia hướng ngoài thành bay đi. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, bởi vì kha lộng ảnh mới đột phá ngụy đế cấp không lâu, mà cuồng hổ thực lực chỉ so với đao lãnh kém hơn một chút thôi. Suy, có mấy đạo cường đại thần thức quét tới, cửu dương thành mấy cái thiên vương đã bị kinh động, muốn nhìn một chút hai cái thiên giới cấp cao nhất tiểu thư công tử khai chiến. Kha lộng ảnh cùng cuồng hổ bay ra khỏi thành bên ngoài sau không có lập tức động thủ, mà là hướng phía nam phi hành vạn lý, lúc này mới đứng tại giữa không trung. Kha lộng ảnh bên ngoài cơ thể một kiện hỏa hồng sắc nhuyễn giáp hiển hiện, trong tay vẫn là cái kia thanh màu bạc bảo cung, trái lại cuồng hổ nhưng không có hiển lộ chiến giáp cùng binh khí, còn mỉm cười chắp tay nói, lộng ảnh tiểu thư, mời. Suy suy, kha lộng ảnh không có khách khí, trong tay ngân cung đột nhiên kéo ra, quang mang đại thịnh, 13 đạo lưu quang theo ngân trên cung bắn ra, hóa thành 13 đầu ngân long bắn thẳng đến cuồng hổ mà đi. 13 liên tiếp, một cái tiểu thư kinh hô lên, đây là kha lộng ảnh tuyệt kỹ thành danh, một loại phi thường cường đại phong hệ áo nghĩa. Cái này 13 con tiến một phát bắn ra liền sẽ khóa chặt địch nhân, còn có thể dễ ngoặt công kích, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị đánh trúng. Chiêu này căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đánh tan hoặc là ngạnh kháng. Ha ha, cuồng hổ không có nửa điểm kinh hoàng, trong tay xuất hiện một cái trường thương màu xanh, đột nhiên hướng phía trước đâm ra một thương, phi thường kỳ dị là trường thương thế mà đâm vào hư không bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mà cuồng hổ đi theo trường thương đồng dạng biến mất ở trong hư không, nhẹ nhõm tránh khỏi kia 13 đạo ngân quang. Ông, sau một khắc, kha lộng ảnh phía trước tầng không gian tầng ba động, một cái trường thương màu xanh theo trong hư không đâm ra. Mà lại tại trường thương xuất hiện lúc, Phụ cận tầng không gian tầng bạo liệt, cường đại không gian vạn vẹo lực để kha lộng ảnh thân thể căn bản là không có cách ổn định, chứ nói chi là tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương đâm tới. Không tốt, Giang giật thầm quát một tiếng, mặc dù hắn cách trung tâm chiến trường có mấy ngàn bên trong, nhưng có thể cảm nhận được kia đầu thương bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng, kha lộng ảnh bị đánh trúng, tuyệt đối phải bị trọng thương.